Hoàn cảnh này thì xin phép được kết thúc tại đây. Tiếp nối chương trình của buổi sáng ngày hôm nay sẽ là chương trình cà phê học và nhân văn với chủ đề các kể phim của đạo diễn phim Việt Nam quyền lực của người khác. Chương trình có sự tham gia của đạo diễn Trang Linh Nguyễn, đạo diễn của các bộ phim lớn như Vật Lộ Sao Rời, Để Mai Tính, Khát Vọng Thăng Long, Cuộc Đời Chợ Lớn, Chàng Vợ Của Em Về, đến từ bộ phim Chồng Máu Anh Hùng, bộ phim đó mang về cho anh giải thưởng ban giám khảo thể báo phim Việt tại liên hoan phim châu Á Thái Bình Dương Los Angeles lần thứ 23, giải bóng xin bạc không có giải vàng tại liên hoan phim Việt Nam và Đại Mai Vàng năm 2007. Tiếp theo chúng tôi xin là xin mời cô Tiến là phó chủ tịch Trần Lê Hoa Trang lên kính thưa đạo diễn, kính thưa anh Charlie Nguyễn và tiến sĩ Đào Lê Na. Thật ra gọi là đạo diễn Charlie Nguyễn thì là tôi thấy là hơi thiếu sót, bởi vì anh Charlie Nguyễn không phải chỉ là một đạo diễn, anh còn là một nhà biên kịch, một nhà sản xuất và một nhà đầu tư phim. Chúng ta có nghe nói đến Chánh Phim, Chánh Phương, công ty Chánh Phương bao giờ chưa? Đó là công ty do anh Charlie Nguyễn năm 2004 khi quay về Việt Nam và anh đã sáng lập ra công ty này. Và như chúng ta biết là bộ phim Võ Anh Hùng á, là bộ phim đầu tiên mà về võ thuật của Việt Nam, và bộ phim này là một cái kickstart, có nghĩa là cái cú để vừa vực dậy cái điện ảnh Việt Nam tại bây giờ. Và từ năm 2007 cho tới nay thì chúng ta biết là anh đã sản xuất rất là nhiều phim và có phim thế này thế khác, nhưng mà cái dấu ấn để lại cho điện ảnh Việt Nam giai đoạn đổi mới là rất là quan trọng. Và anh Charlie Nguyễn không dễ dàng khi mà được mời đến những cái cuộc nói chuyện đầu, nhưng mà hôm nay là một buổi nói chuyện mang tính chất học thuật của trường xã hội nhân văn chúng ta, với một cái không gian mà chúng ta thấy rất là ấm cúng và mang tính chất học thuật, thì anh đồng ý đến nói chuyện với sinh viên của trường chúng ta ngày hôm nay với chủ đề là quyền lực của đạo diễn, các kể chuyện của đạo diễn, quyền lực và thử thách. Tức là chúng ta sẽ, anh sẽ chia sẻ với chúng ta về những vấn đề khi mà mình làm một đạo diễn, mình làm nhà biên kịch thì mình xử lý như thế nào với những bộ phim mà theo kinh nghiệm là anh đã từng làm. Và người dẫn chuyện với chúng ta ngày hôm nay đó là tiến sĩ Đào Lê Na. Cô Lê Na là một tiến sĩ rất là trẻ của trường xã hội nhân văn, có những công trình nghiên cứu về điện ảnh và có những dự án thiết thực về điện ảnh và sân khấu với Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ là với sự dẫn dắt của tiến sĩ Đào Lê Na thì buổi trò chuyện ngày hôm nay của chúng ta sẽ rất chuyên môn, rất trọng tâm và chúng ta có thể học hỏi được rất là nhiều. Và xin kính mời anh Charlie Nguyễn và tiến sĩ Đào Lê Na chúng ta lên trên này để cùng trao đổi với các bạn sinh viên. Buổi trao đổi của chúng ta có thể là sẽ khoảng một tiếng, những vấn đề mà đạo diễn muốn anh Charlie Nguyễn chia sẻ với chúng ta, và sau đó sẽ là đến phần các bạn có thể đặt câu hỏi, những vấn đề gì mà các bạn quan tâm về điện ảnh Việt Nam, về những bộ phim mà anh đã làm, về hướng đi sắp tới thế này. Đó, thì chương trình của chúng ta sẽ khoảng 2 tiếng như thế. Xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Trần Lê Hoa Trang và xin phép thầy cô các anh chị và các bạn cũng xin phép được ngồi nha, để chúng ta có thể là trò chuyện không mất nữa. Và như chúng ta đã biết là anh Charlie Nguyễn thì không xa lạ gì với các bạn, bởi vì các bạn từ ra đạp xem phim, và đặc biệt là đến buổi nói chuyện hôm nay của chúng ta thì là đa phần là các bạn đều là những người yêu điện ảnh, đúng không ạ? Thì trước khi mà bắt đầu vô câu chuyện, bắt đầu chúng ta hỏi anh Charlie những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ nghe anh trao đổi những thông tin mà chúng ta có thể là chưa từng được biết. Cho nên chúng ta chỉ đến rạp, chúng ta xem phim thôi và chúng ta đi về, thì chúng ta chỉ biết chúng ta yêu thích bộ phim của chúng ta thôi. Còn có những câu chuyện đằng sau, đạo diễn họ sẽ kể chuyện phim như thế nào, có những vấn đề gì liên quan đến việc phát hành phim, diễn duyệt phim, và hoặc là chúng ta cách chúng ta tiếp nhận một cái bộ phim điện ảnh như hiện như chúng ta đã tiếp nhận hiện giờ thì nó có phù hợp hay chưa, thì chúng ta sẽ có những cái trao đổi riêng ha. Thì trước khi mà bắt đầu vào câu chuyện thì những cái thông tin về phim của anh Charlie, về những cái giải thưởng thì nãy chúng ta cũng đã nghe chương trình giới thiệu rồi. Thì ở đây tôi xin trước khi mà bắt đầu vào chương trình thì tôi xin chia sẻ trước với các anh chị về những cái cảm nhận cá nhân của tôi về Charlie trước, để mọi người thấy một cái sự gần gũi hơn. Tôi xin tiết lộ ba cái thông tin. Chắc là anh Charlie, chắc anh Charlie cũng không biết là cảm nhận của tôi về anh Charlie như thế nào đâu, bởi vì là cái này là hôm nay tôi mới nói. Thì thứ nhất là
Lần đầu tiên mà tôi gặp anh Khắc Ly là cách đây mấy tháng, cách đây khoảng vào tháng 11 năm ngoái. Thì đó là trong chương trình gala của Gặp Gỡ Mùa Thu. Thì điều tôi khá là bất ngờ là bởi vì sao? Anh Khắc Ly là một học viên rất là chăm chỉ của lớp đạo diễn do anh Trâm Anh Hùng giảng dạy. Thì đây là một cái điều khiến tôi rất là bất ngờ, khá là xúc động bởi vì là mình biết là anh Khắc Ly là một đạo diễn có vị trí và có những ảnh hưởng rất lớn trong thị trường điện ảnh Việt Nam. Nhưng mà anh Khắc Ly đến với lớp của anh Trần Anh Hùng là đăng ký và học như là một học viên và đi học rất chăm chỉ, rất là nghiêm túc và tham gia vào các phần thảo luận rất là sôi nổi. Và chúng ta biết đó là một cái tinh thần học hỏi rất là đáng trân trọng và đáng để chúng ta noi gương, chúng ta học tập. Và cái thứ hai nữa là trong cái tức là trước đó khoảng vài ngày đó anh Khắc Ly thì là em có nhận một cái kịch bản, đó không phải là một mà rất là nhiều kịch bản của một bạn, một cái bạn ở Hải Phòng và bạn kết nối qua Facebook thôi. Thì sau khi mà nhận cái kịch bản đó thì bạn nói là bạn tìm kiếm được thông tin của em đâu đó trên mạng và đương nhiên là anh thì quá nổi tiếng rồi nên là các bạn có thể là dễ tìm kiếm. Nhưng mà điều em bất ngờ đó là khi mà nói chuyện với bạn bay từ Hải Phòng vào và gặp bạn đó, thì bạn nói là hôm nay em gặp anh đang là gặp em gặp chị và ngày hôm sau em sẽ gặp anh Khắc Ly. Một bạn có nghĩa là một bạn xa lạ thôi, cả xa lạ với mình thì là không có anh Khắc Ly và hôm nay cũng có mặt, cũng bay từ Hải Phòng vào đây và cũng có mặt ở đây. Bạn mình không có nhớ tên nhưng mà nhớ cái nick Facebook của bạn tên là Hồng Hoa Long. Thì là bạn có ngồi ở đây thì bạn Hồng Hoa Long là bạn có rất là nhiều ý tưởng phim, nhiều ý tưởng kịch bản và bạn tự đi kết nối và tự kết nối với mình để nhờ mình góp ý và kết nối với anh Khắc Ly. Thì một điều bất ngờ là mình sẽ thấy là anh Khắc Ly là rất là bận vì anh là vừa là sản xuất và vừa là đạo diễn mà đồng thời anh cũng viết kịch bản luôn, nhưng mà anh vẫn dành ra những thời gian để anh gặp gỡ, anh góp ý thêm cho các bạn trẻ, những cái bạn đặc biệt đam mê với biên kịch, đam mê muốn làm phim. Thì điều đó là mình sẽ thấy là trong cái việc mà trong chúng ta thấy rất là nhiều anh chị đạo diễn đúng không ạ, trong chúng ta học và rất là nhiều người trong chúng ta mà khi mà chúng ta bận các dự án cá nhân chúng ta khó sắp xếp được, nhưng mà Khắc Ly vẫn sắp xếp và vẫn hướng dẫn bạn rất là nhiệt tình. Thì đó là cái thứ hai. Và cái thứ ba là các bạn biết là chúng ta gặp nhau hôm nay ở đây trong một cái dịp rất đặc biệt của điện ảnh Việt Nam. Đặc biệt như thế nào thì mình không có chỉ nhắc vào những cái sự kiện trong tuần vừa rồi, mà mình muốn nói luôn là từ Tết tới giờ nó có rất là nhiều cái chuyển biến quan trọng trong cái điện ảnh Việt Nam. Chúng ta thấy là phim Em Chưa 18 của anh Khắc Ly hình như là 2 năm liền đúng không ạ? 2 năm liền là nắm cái vị trí là phim có doanh thu cao nhất, phim Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại. Và mãi thì đến Tết vừa rồi thì có phim Cua Lại Đầu Bầu, và trong đó là mình sẽ thấy có diễn viên Trấn Thành đó thì là xóm ngôi, và vừa xóm ngôi đâu được chừng vài tuần là bắt đầu chúng ta sẽ thấy hai phượng là xóm ngôi của Cua Lại Đầu Bầu, và hai phượng hiện giờ đang là bộ phim nắm cái doanh thu phòng vé Việt Nam cao nhất. Thì chúng ta sẽ thấy là nhưng mà để có hai phượng của ngày hôm nay, các bạn biết là quay ngược lại 12 năm trước chúng ta có Dòng Máu Anh Hùng, và Dòng Máu Anh Hùng là phim hành động chiến rạch đầu tiên của Việt Nam và là cái bộ phim thắng lớn về doanh thu nhưng lại không hồi được vốn. Nghĩa là thời điểm đó là Dòng Máu Anh Hùng là có doanh thu là khoảng 10 tỷ đúng không? Thì có doanh thu là 10 tỷ nhưng mà cái vốn để bỏ ra sản xuất là cao hơn rất là nhiều, bởi vì mình thấy là anh Khắc Ly xuất thân từ gia đình cũng là gia đình võ thuật và muốn đem đến một cái bộ phim thật là chỉnh chu nhất, cho nên là cái sự đầu tư qua cho cái phim nó rất là lớn. Nhưng mà chúng ta biết là chính là nhờ cái phim Dòng Máu Anh Hùng của 12 năm trước thì mới có đến. Và đây là nhiều nhận định chứ không phải là riêng nhận định của bản thân tôi nha, là nhờ cái phim Dòng Máu Anh Hùng của 12 năm trước chúng ta biết đến chị Phương Thanh Vân đúng không ạ, và chúng ta có cái phim hai phượng của ngày hôm nay. Và mình sẽ thấy là rõ ràng là phim Dòng Máu Anh Hùng đã đặt cái nền tảng cho phim hành động của điện ảnh Việt Nam từ rất là lâu rồi, nhưng mà hôm nay thì chúng ta mới thấy là dòng phim hành động mới có những cái sự phát triển mạnh mẽ. Thì đó là ba cái thông tin và ba cái cảm nhận của tôi, đó là lời gọi là khá là riêng về anh Khắc Ly, và để mọi người thấy anh Khắc Ly gần gũi với chúng ta và chúng ta sẽ có những cái trao đổi thật là gần hơn ha, và chúng ta sẽ không phải là chúng ta ra rạp chúng ta xem phim thấy tên của anh trên màn hình và cảm thấy có gì đó xa cách không, anh Khắc Ly là một người rất là gần gũi như vậy. Và
bắt đầu vào chương trình đó thì chắc là xin phép là đặt cho anh Shirley hai câu hỏi và sau đó thì dường hết lại cho các bạn. Bởi vì tôi biết là các bạn đến đây là các bạn sẽ rất là muốn hỏi rất là nhiều thông tin đúng không ạ? Thì cái câu hỏi đầu tiên ngay đầu tiên luôn và liên quan đến cái việc các bạn đang cực kỳ quan tâm trong tuần vừa qua luôn, đó là cái phim gì? Bà Ba đúng không ạ? Thì đặt luôn và cho anh Shirley cái câu hỏi đó, nhưng mà mình không có quan tâm, mình sẽ không có đặt câu hỏi là cái việc thích lúc của phim, mà mình sẽ thấy là trong cái tuần vừa rồi mình có quan sát, mình có xem rất là nhiều những cái bài viết của các anh chị và các bạn ở đây, những cái thông tin về phim Bà Ba trên Facebook lẫn cái việc các bạn phân tích cái bộ phim Bà Ba. Thì có một cái điều là mình sẽ thấy là các bạn sẽ quan tâm đến, nếu như mà các bạn quan tâm về câu chuyện của phim Bà Ba thì có nhiều bình luận là phim nó bị nhạt, hoặc là nếu mình quan tâm đến nhân vật cũng có nhân vật cũng có vẻ nhạt. Thì vậy thì không biết là cái việc chúng ta tiếp nhận cái bộ phim Bà Ba như vậy thì có phải là đúng với cái thể loại mà phim Bà Ba mang tới hay không? Bởi vì chúng ta biết là điện ảnh nó có hai dòng là mainstream và art house, thì phim Bà Ba là phim nằm trong dòng art house. Và vậy thì cái cách chúng ta tiếp nhận cái phim thuộc cái dòng phim art house như thế nào, và chắc là chúng ta cũng sẽ nghe anh Charlie chia sẻ về cái cách tiếp nhận đó và lẫn cái sự quan tâm quan đến phim Bà Ba. Xin mời anh. Ok, xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn Nina cho một cái lời giới thiệu quá là dữ dội. Mới vô là hỏi câu hỏi hóc búa thì đặt vấn đề có. Charlie không có quen với lại đạo diễn của Ngựa Bà, nhưng mà quen với lại sản xuất và rất là nhiều bạn trong đoàn phim đó. Và mình biết được cái đoàn phim đó là một cái đoàn phim toàn là nữ, không có nam. Từ trên xuống dưới đều là các bạn nữ hết. Và mình thấy cái điều đó là một cái điều đáng tự hào, bởi vì dân làm phim mà nữ thì luôn là ít hơn là nam. Mà đó là một bộ phim mà được làm khi nó ra thì họ được rất là nhiều giải và được ghi nhận, được nói đến cũng như là được các báo chí như các liên quan phim ở nước ngoài chú ý. Nhưng mà khi mà về Việt Nam thì bản thân tôi có nghĩ là phim này ở Việt Nam sẽ không có khán giả, và đúng như vậy, Việt Nam chưa đủ khán giả để xem những cái dòng phim nghệ thuật như vậy. Chúng ta có khán giả nhưng mà không phải sâu đậm. Theo mình biết là CGV cách đây vài năm có một cái đà để họ dành riêng cho những phim thể loại art house, nhưng mà rồi cũng không có khán giả, và cuối cùng họ cái đà đó bây giờ cũng chiếu phim mainstream. Bên CGV thì họ vẫn ao ước là họ xây dựng một cái nơi để cho khán giả nào mà yêu cái dòng phim art house, mình biết cái đạp đó chiếu thì mình sẽ đến cái đó. Chứ nếu mà chiếu art house mà rộng rãi thì chắc chắn là sẽ không có nhận được cái sự hưởng ứng đông đảo. Tại vì nếu như bạn chưa biết thì dòng phim art house và dòng phim mainstream, phim mainstream là phim của thể loại ở đây là phim hành động, phim hài, phim kinh dị, phim hồi hộp, phim tức là tất cả những cái tên mà quen thuộc mà mình từng xem. Và đặc biệt ở cái dòng phim mainstream và phim thương mại, phim giải trí thì luôn luôn cái câu chuyện là cái điều quan trọng, tức là biên kịch và đạo diễn phải kể một câu chuyện thật là hấp dẫn, thật là lôi cuốn, thật là nhiều cảm xúc, và phải có một cái ý nghĩa gì đó động lại sau khi mà người xem bước chân vào rạp. Thì đó là dòng phim mainstream, đúng không? Cho nên nó là mục tiêu của nhà làm phim là làm sao để kể một câu chuyện hay, lôi cuốn, hấp dẫn, cuốn hút,
đầy cảm xúc và có một ý nghĩa gì đó đối với người xem. Nhưng mà art house thì họ không cần những cái thứ đó, họ không quan tâm những cái thứ đó, và thậm chí họ xem những cái thứ đó là những thứ rẻ tiền, họ xem những cái thứ đó là những thứ rất là rẻ tiền và không nên theo đuổi. Vì vậy cho nên là phim art house, nếu mà mình không có, mình chưa bao giờ tiếp cận với những phim art house, mình vào mình sẽ không có cái gì để mà giữ mình lại với bộ phim đó. Mình sẽ đi về rất là sớm, 10 phút, 5 phút sau mình đã đi về rồi. Tại vì khi mà mình vào, mình tìm câu chuyện, mình tìm nhân vật, mình tìm cảm xúc, mình tìm sự lôi cuốn, hồi hộp, hấp dẫn, giải trí. Nhưng mà khi mình vào một bộ phim ngoại nào, mình không có những cái thứ đó. Thì đây, đó là cái dòng phim ngoại nào. Và không có nhiều người đã thích thôi. Tức là ở Việt Nam mình vẫn có nhiều người, nhưng mà nếu mình nói so với lại những nhà làm phim và làm phim dòng phim mainstream thì họ chỉ có thể là chỉ có những chưa tới 10%. Thì để cho các bạn về thời giờ của mình rất là ít, nên mình không đi, mình không nói quá sâu vào được đâu. Mình chỉ gợi lên vậy thôi cho các bạn, nhưng mà các bạn thích thì các bạn phải tìm hiểu thêm. Thì chắc là để em xin phép là chia sẻ thêm chút xíu để cho mọi người có cái hình dung rõ ràng. Có nghĩa là đối với cái dòng phim art house kiểu giống như là vừa ba, thì như anh Charlie chia sẻ là chúng ta biết là dòng phim art house là sẽ quan tâm đến cái tư duy của cái hình ảnh, bởi vì là đối với những cái người đạo diễn, những cái người nghệ sĩ mà họ làm cái dòng phim art house là họ quan tâm cái việc là chúng ta có cái định nghĩa, chúng ta định nghĩa về điện ảnh đó là nghệ thuật của hình ảnh và âm thanh, đúng không ạ? Thì hình ảnh và âm thanh sẽ mang đến cái gì đó cho người xem, cảm xúc hay là những cái gì đó mà người xem tự nhận ra. Thì cái điều này làm cho tôi cũng nhận ra, nhớ đến một cái trường hợp, đó là cái bức tranh những cô nàng ở vùng Avignon của Picasso vào năm 1907 á. Thì nếu như mọi người biết đó, là khi trước năm 1907 là đa số là những cái người làm vẽ hội họa đó, là họ vẽ những cái bức tranh rất là giống hiện thực, đúng không ạ? Họ luôn có câu chuyện họ vẽ và họ tái hiện lại cái câu chuyện họ muốn đưa đến. Thì khi mà Picasso vẽ cái bức tranh đó, lúc đầu Picasso cũng có câu chuyện, cũng đưa cái nhân vật là ông bác sĩ vào, đưa nhân vật thủy hữu vào, vân vân, và đưa năm cái cô gái điếm vào trong bức tranh đó. Nhưng mà tự nhiên khi mà Picasso đưa hai cái nhân vật nam vô thì Picasso cảm thấy là khi mà mình đưa như vậy thì mọi người sẽ suy diễn cái câu chuyện, mọi người sẽ nghĩ là vậy là chắc là đây là những cái ông thủy hữu là ông khách làng chơi rồi đến chơi rồi những cái rồi mang bệnh tật, rồi xong rồi đó lại có cái những cái người bác sĩ đến để chữa bệnh, vân vân. Thì Picasso sợ mọi người suy diễn câu chuyện như vậy, cho nên bắt buộc là phải bỏ luôn hai cái nhân vật nam ra, và để tạo ra cái bức chỉ có năm cô gái điếm ở vùng Avignon thôi. Và Picasso gọi đó là nhạc bộ của tôi, và mọi người chỉ cần đến, mọi người xem bức tranh, và bức tranh cho mọi người cái cảm giác gì thì đó là cái thông điệp của cái bức tranh đó, chứ không có cần một cái câu chuyện nào hết. Vì như vậy thì chúng ta mới có được nhiều cái cách để chúng ta nhìn cái bức tranh đó hơn. Thì cái kiểu phim art house đó là như vậy. Lấy một cái ví dụ trong cái phim vở ba luôn, mình bỏ qua những cái cố bên lề ha, mình nói về hình ảnh trong phim đó. Có một cái chi tiết mọi người khá là tranh cãi, đó là cái lần đỡ trứng gà trôi từ cái bụng cô xuống cái rốn, rồi có cái ông nhìn thấy rất là ghê, rau sồn sòn rồi hết cái quả trứng đó, cái lần đỡ trứng đúng không ạ? Thì có người nói cái chi tiết này không hề có trong văn hóa lịch sử Việt Nam gì đó, vân vân. Thì tôi tin đó là cái chi tiết này tạo ra có mục đích của nó, có nghĩa là khi mà mọi người có nhiều người nói trời coi cái chi tiết này nó ghê quá, nó tởm quá, nó giống như trong phim hơi cấp ba đó, thì rõ ràng là cái đó lại là một cái cảm giác mà đạo diễn muốn mang đến. Nếu như mà mọi người thấy là cái quả trứng, cái lòng đảo trứng mà nó trôi một cái cách trôi xuống trên cái cơ thể người phụ nữ như vậy, và cái người đàn ông á thích cái lòng đảo trứng hơn, người cảm thấy ghê tởm cái hình ảnh đó, là đó là một cái cảm xúc mà nhà mình có thể không muốn đem đến cho mọi người. Vì quý vị mình sẽ thấy là đang là phim về nữ, và cái hình ảnh một cái miệng một cái người đàn ông râu ria sồng sòn đó hút lấy cái quả trứng đó, mình cảm thấy giống như một cái sự thâu tóm cái cô nương này, là coi như là cô đây là cái cuộc đời của là ở trong này là chịu sự chi phối của cái người đàn ông đó. Và cái hình ảnh đó nó là một cái kiểu là càng mình cảm giác càng ghê tởm thì càng tốt, kiểu giống như vậy. Đó là cái cách mình thưởng thức cái phim về dòng phim ảnh rằng những cái hình ảnh nó mang đến cho mình cái cảm xúc, những cái câu chuyện, cái thông điệp đó, và tùy mọi người suy ra, chứ
chứ không phải là đợt của cái này nó đâu có trong văn hóa Việt Nam mình đâu, hay là cái này nó kể câu chuyện gì ta, thì thấy nó ghê ghê tưởng tượng gì đó vân vân. Nhưng mà có đó là chính là cái cảm xúc đó. Mọi người có cảm xúc ghê tưởng thì là cái mà dùng cái bắt thao mang đến, hoặc là mọi người xem cái phim mọi người cảm thấy nó vô định hay gì đó vân vân, cũng có thể một cái mà nhờ phim họ muốn mang đến. Thì đó là cái cách để chúng ta xem cái phim bắt thao ha. Và sau này muốn chia sẻ thêm nếu như mà nó giống như là trong gì đó văn hóa hoặc là nó giống ngoài đời thì nhà làm phim sẽ không có hứng thú với cái điều đó, họ đi tìm những cái mà mình chưa trải qua, khán giả chưa trải qua, để khán giả có được những cái cảm xúc rất là đặc biệt. Chứ nếu như họ chỉ lượm lặt những cái mà đã phơi bày, mình đã khán giả đã biết rồi họ đưa lên phim, thì khi mà mình xem nó à cái này đúng nè, như vậy mình cái gì đó, cái sự thưởng thức của mình với bộ phim nó đâu có phong phú để mình không có tiếp cận được lại những cảm giác gì mới cả. Nên là khi mình đi xem bộ phim Hot House thì nó nói mình không thể nói là nhân vật nhạt nhòa hay là câu chuyện này nhạt nhòa, mình không lôi cuốn, mà nó không hấp dẫn mình. Mình không dùng những cái từ ngữ để mình phân tích một bộ phim Hot House được, bởi vì nó không phải là mục đích của họ. Cho nên là khi mình xem Hot House và có thể là nếu mà mình xem cái dòng phim thương mại cả đời rồi đó, và mình tiếp cận với lại nửa ba lần đầu tiên thì rất là khó xem. Cho nên á, nhưng nếu như mà mình thật sự mình là những người mà yêu phim ảnh thì mình sẽ thấy ở đó có một cái gì đó, và mình sẽ tìm hiểu thêm và để tiếp cận thêm những bộ phim sau này, và dần dần từ bộ này qua các bộ phim khác, và rồi mình sẽ thấy được là ở cái những bộ phim hóa hàng nó có những cái mà những bộ phim thương mại không bao giờ cho mình được, nó không bao giờ cho mình. Dạ, cảm ơn anh. Đó thì chúng ta sẽ thấy là theo cái thông tin anh Khắc Huy vừa chia sẻ thêm, thì những cái hình ảnh mà chúng ta vừa thấy đó chính là một cái ứng dụng hoặc là những cái sáng tạo mà nhà phim đưa vào. Thay vì quay cái cảnh anh này đánh là cô này đi đúng không ạ? Thì mình phải gặp ông này bạo hành quá, ghê tởm quá, thì ta làm một cái hình ảnh như vậy để mang đến cảm xúc cho người xem, và mình tự cái thấy hình ảnh nó ghê tởm thì đó là một cái sự sáng tạo của đạo diễn giờ phim Hot House rồi. Và chúng ta sẽ thấy là như vậy thì có thể là các bạn sau này khán giả Việt Nam thì hiện giờ hoặc là khán giả trên thế giới nói chung là vẫn chưa có nhiều người quen với cái dòng phim Hot House để họ xem và họ thưởng thức cái bộ phim như là cái nghệ thuật điện ảnh. Cho nên á, và những cái bộ phim Hot House mà mình được xem ngoài rạp á, hoặc là có nhiều phim Hot House cũng chưa có cơ hội ra rạp luôn, thì chúng ta sẽ thấy là chúng ta có thể là thông qua vì là phim vợ ta là phim Hot House nhưng mà lại ra rạp, cho nên là mình sẽ thấy là sẽ làm cho nhiều người ý kiến khác nhau. Nhưng mà nếu chúng ta quen từ từ đó thì mình hy vọng là ở Sài Gòn đâu đó nó sẽ có cái rạp phim Hot House dành cho một bộ phận khán giả ít thôi, nhưng mà thực sự yêu điện ảnh và cần cái trải nghiệm điện ảnh đó. Thì mình sẽ thấy là bên cạnh những ví dụ như là Adventure, Endgame gì đó mà thấy doanh thu phòng vé rất là cấp ngưỡng đúng không ạ? Thì phải cần có những cái bộ phim giống như là bộ phim Hot House để cho chúng ta cùi đắp những cái cảm xúc khác của một bộ điện ảnh, thì đó chúng ta mới thấy được cái đầy đủ các cái khía cạnh của điện ảnh. Thì bây giờ là mình sẽ qua một câu hỏi thứ hai dành cho anh Khắc Huy, và câu hỏi này thì gần gũi với anh Khắc Huy hơn, đó là theo cái việc mà em quan sát những cái phim mà anh đạo diễn đó, thì những phim ví dụ như là Dòng máu anh hùng, hoặc là có một cái bộ phim cũng không có ra đạt được luôn, đó là Một giờ lớn mọi người đã biết, và những cái phim mà anh Khắc Huy thắng phòng vé thì hầu hết là có một cái thuật ngữ dành cho cái dòng phim đó gọi là chick flick, là phim dành cho tuổi mới lớn, những cái cô gái, những cái dành cho những cái nhân vật nữ, là gọi là nhân vật nữ có đóng vai trò trung tâm trong phim á. Thì không biết là anh Shirley có nghĩ là khi mà mình làm phim mà những cái phim thắng phòng vé của mình còn là hầu như là những cái phim của cái dòng chick flick, thì anh có nghĩ là à vậy thì đây là cái dòng lên theo đuổi, hay là đây chỉ là tạm thời thôi và mình cũng sẽ vẫn có những cái cơ hội, hoặc là mình cũng tìm kiếm thêm những cái thách thức ở những cái thể loại khác. Mình được nhiều người cho biết bên khâu phát hành rằng khán giả đi xem phim thường thường
tuổi từ ở Việt Nam nha, 16 đến 32, mà 16 đến 24 là chiếm một phần rất là đông, 60% gì đó. Cho nên là cái thị trường được điện ảnh của Việt Nam rất là trẻ, khán giả rất là trẻ, đa số là còn là sinh viên hoặc là học sinh hoặc là vừa mới ra trường thôi. Thì sau đó họ cho mình biết được rằng người mà quyết định xem bộ phim nào là nữ chứ không phải là nam. Thường thường thì hai anh chị đi ra thì thường thường là cô gái lúc rụng em muốn xem phim này, thì anh chàng kia muốn cho cái cô bồ của mình vui đó, đúng không? Thì mặc dù cái phim đó mình không muốn xem, nhưng mà nếu mà mình chọn cái phim mình đó, thì cái cô này cổ suốt buổi cũng không có vui, thì là mình cũng xem phim mà bạn gái của mình ngồi mặc một đống như vậy mình đâu có enjoy được, đúng không? Cho nên nó cũng có mình chiều đi để cho bạn gái mình được vui. Và vì thế nên là nhà phát hành họ làm những cái thống kê và họ nói là 80% phim là nữ quyết định chứ không phải là nam đó. Mặc dù nam là người đủ đi xem phim nhưng mà nữ là người chọn phim đó. Vì vậy cho nên là ở bên Mỹ biết có cái dòng phim gọi là chick flick, tức là phim dành cho các cô gái, đúng không? Nhưng mà thật sự nó chỉ là rom-com thôi, nó là hài lãng mạn đó, nó là hài lãng mạn và nó là một cái thể loại mà rất là phổ biến và quen thuộc ở Hollywood trong những thập niên trước kìa, ngay bây giờ thì hết rồi. Bây giờ thì khán giả Mỹ họ xem quá nhiều và họ nói là bây giờ cho tôi những món ăn khác, tức là những cô gái bắt đầu nói là tôi xem nhiều quá rồi, hãy cho tôi những món ăn khác. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì thị trường cũng còn rất non trẻ đó, cho nên là rõ ràng là khán giả Việt Nam chúng ta vẫn còn yêu thích thể loại rom-com đó, tức là một câu chuyện tình rất là lãng mạn giữa hai người, và là một phim thì rất là khôi hài, rất dễ thương, và cuối phim thì phải rất là xúc động và rơi nước mắt. Thì đúng ngay như đây là cái câu chuyện mà là các bạn gái rất là yêu thích. Vì vậy cho nên là vô tình nó là một cái, nó là cái trend, là một cái gần như là một cái phong trào cho những nhà sản xuất, nhà đầu tư, nhà làm phim, nhà phát hành hướng tới những cái bộ phim mà nó có những cái câu chuyện tương tự như vậy hơn cái thể loại rồi. Đó, từ đó mình thứ hai nữa là làm một cái bơm không kinh phí nữa, kinh phí không nhiều và diễn viên cũng không có khó tìm. Còn những làm những cái thể loại khác thì kinh phí nó sẽ rất cao và diễn viên cũng khó tìm, cho nên rằng làm cho cái dự án đó khó được bật đèn xanh. Và thứ hai nữa, nếu mà có làm thì nó cũng không được hay lắm, vì nó làm trong cái điều kiện nó hơi thiếu thốn. Và việc gì dễ thì người ta sẽ làm đông hơn, còn việc gì mà quá khó đây mình nói là về thời gian, bởi vì người ta không thể ngồi chờ đạo diễn hay là biên kịch hay là nhà làm phim không thể mà ngồi chờ đến khi cái dự án mình được bật đèn xanh mới làm được, mà họ muốn là ok mình phải làm cái gì đó trong khi mình chờ những cái dự án tâm huyết của mình nó vẫn ở trên bàn đó thôi, nhưng mà không lẽ mình chờ năm này qua năm kia qua năm nọ. Cho nên là họ phải cũng như là săn tay hổ lên và phải bắt tay vào những cái dự án nó thiết thực và nó thực tế và nó tạo một cái điều kiện để cho tất cả mọi người được đồng hành với nhau và được hoạt động để mà mình mỗi một ngày mình phát triển lên. Tại vì mình ngồi chờ thì là những bạn mà bên phim Hot House thì họ rất là quyết tâm, họ chờ, họ sẽ không làm gì hết cho đến khi mà họ chỉ khi nào họ được cái điều kiện để mà làm cái bộ phim của họ thôi. Đó, cho nên là mình thường thấy là đạo diễn Hot House có thể là 5 năm mới làm được một bộ phim, hoặc là sợ là có thể lâu hơn. Bởi vì cái số tiền mà họ có không đúng, phải đi xin, ngoài đi xin
sinh ở một nơi mà hy sinh cả thế giới, hy sinh rất nhiều năm mới được cái số tiền để làm một bộ phim Art House. Đó là một phần. Một phần nữa là mình rất là thích làm cho người ta cười. Ở ngoài thì mình không có vui, cũng là mình ngồi đây mình nói chuyện không ai cười hết, nhưng mà mình thích là khi mà mình làm cái gì đó và khán giả được cười một cách thoải mái thì nó cho mình một cái phần thưởng tinh thần rất là lớn, và đó cũng là một cái động lực để mà mình làm những bộ phim như vậy. Mọi người biết là anh ra sắc ly đó, những cái phim mà mình cứ ra đạp mình xem là mình sẽ thấy rất là người, ví dụ như là Để Mai Tính, đúng không ạ? Em Trai 18 cũng khá là người hài, hay là Lâm Rùi, hay là Đèo Em. Những cái phim mà mình sẽ thấy là cái chất hài của anh sắc ly rất là rõ tới mức mà mình cũng có nghe anh sắc ly kể cái câu chuyện là khi mà cái phim Em Trai 18 á, mọi người biết là Em Trai 18 là doanh thu phòng vé rất là cao, nhưng mà trước đó là tất cả các nhà phát hành đều từ chối hết, xin lỗi, các nhà sản xuất đầu tư đó, là họ đều từ chối hết, và tới mức mà anh sắc ly ảnh không hiểu được là tại sao mà người ta lại từ chối cái ý tưởng có vẻ là rất là thú vị như vậy đó. Thì là sau này á, là phải là nhà sản xuất họ nói là anh sắc ly phải viết lại cái kịch bản phim mà để người ta thấy được cái dấu ấn, cái gọi là cái chất hài của anh sắc ly trong cái phim đó, thì người ta mới là xem xét và người ta coi thử có nên đầu tư hay không. Cái là mình sẽ thấy là chứ không phải là mình sẽ thấy là phim của đạo diễn nào đó hoặc là phim của biên kịch nào đó có làm có kinh nghiệm rồi mà đưa cho người ta là người ta sẽ đầu tư liền, mà cũng vẫn phải qua một cái quá trình làm phim, và mình cũng sẽ thấy là vẫn qua một cái quá trình là đi được phát hành mới biết. Nhiều khi là mình nghĩ là phim kiểu như thế này sẽ thắng, nhưng mà cuối cùng thì lại thất bại. Ví dụ như là trước Em Yêu 18 thì anh Charlie có cái phim Phan Cuồng, đúng không? Mọi người có biết phim Phan Cuồng không ạ? Thì phim Phan Cuồng là đầu tư kinh phí rất là cao, nhưng mà không có thu lại được cái số tiền bỏ ra. Thì mình sẽ thấy là hoàn toàn là không đón được cái thị trường mình. Tức là mặc dù là mình biết là cái dòng chip click, dòng rom com thì có thể là cái doanh thu là dễ ăn nhất, tức là dễ nắm được doanh thu phòng vé nhất, nhưng mà cũng có những cái mình cũng không đón được cái thị trường điện ảnh của Việt Nam. Hồi nãy còn một ý là anh Charlie chưa trả lời, đó là cái em thấy là cái tâm huyết của anh đó là cái thể loại phim hành động, bởi vì là gia đình anh là xuất phát từ gia đình võ thuật, đúng không? Thì không biết là người dụ rằng trong tương lai anh có trở lại cái dòng phim hành động, hoặc là anh có theo đuổi của anh là thêm một số cái thể loại khác mà phim Việt Nam đang tiến. Hiện giờ thì có mấy dự án phim hành động nó vẫn còn làm ở đó. Hy vọng là một tương lai gần một vài năm nữa mình có cái điều kiện làm những cái bộ phim đó. Và gần đây nhất thì mình đọc trên một cái bài báo ở VN Express, có một cái bài báo rất ngắn thôi, nhưng mà đọc qua bài báo đó thì mình lại nghĩ là một cái câu chuyện từ trên một cái câu chuyện rất là hành động và hấp dẫn dựa trên cái bài báo đó, và lập tức mình liên lạc một số người và mình trình bày cái ý tưởng của mình, và họ cũng thấy rất là hấp dẫn và cũng lại bắt tay vào để mà xây dựng cái dự án đó. Thì hiện tại thì mình có những cái dự án, trước đó mình cũng có những cái dự án như là Dòng Máu Anh Hùng 2, mình cũng có từ gần cả 8-9 năm nay rồi. Sau Dòng Máu Anh Hùng 1 là mình phát triển Dòng Máu Anh Hùng 2, rồi sau đó mình phát triển Bùi Đại Trở Lớn 2 nữa. Bên cạnh đó có một số phim hành động mà nó liên quan đến xe mô tô và súng nóng rồi này kia nữa, rất là nhiều cái hoài bão. Có thể mình sẽ làm không hết đâu, nhưng mà mình sẽ tìm cách để mà thực hiện những cái dự án đó, với lại những bạn đạo diễn khác trong cái vai trò sản xuất. Còn về doanh thu thì mình chia sẻ một tí xíu, là vừa rồi Endgame tới ngày hôm nay là họ đã đạt được doanh thu là trên 290 tỷ, trên 290 tỷ tại Việt Nam. Thì đây là cái doanh thu mà cao nhất
Việt Nam hiện tại. Đứng sau nó thì là phim của phim Aquaman. Aquaman là cũng như là 210 mấy tỷ rồi đó. Rồi sau Aquaman là tới Vua Lại Bà Bầu. Vua Lại Bà Bầu là được 190 mấy tỷ, 96-97 tỷ rồi đó. Là phim đứng thứ ba. Nhưng mà phim thứ nhất Việt Nam. Rồi phim đứng thứ nhì là Em Chưa 18, đứng thứ ba mới là Hải Phượng. Nếu mà mình nói về doanh thu ở Việt Nam, còn ở nước ngoài mình không tính. Tại Hai Phượng thì họ tính thật, cái 200 tỷ họ tính luôn cái doanh thu ở nước ngoài. Còn những cái phim mà ví dụ như Em Chưa 18 thì 170 mấy tỷ đó là mình chỉ tính trong nước thôi, mình không có tính là những cái thị trường ở nước ngoài. Thì ở thị trường nước ngoài so với lại những cái phim mà không phải là hành động á thì nó không có nhiều. Nếu mà các bạn làm cái phim thật là hay nhưng mà phim nó không phải là phim hành động thì có dù có bán được nước ngoài nữa thì nó cũng không có đáng kể cho mấy. Còn nếu như mình làm một phim hành động mà mình làm tốt thì cái cơ hội bán cái nước ngoài được khá hơn, bởi vì điện ảnh là một người ta dễ tiếp cận với lại một cái bộ phim mà không thuộc cái ngôn ngữ của họ qua hình ảnh nhiều hơn là qua lời thoại. Tức là ở đây mình xem phim thì mình quen có một cái văn hóa xem phim xem phụ đề đúng không, nhưng mà ở Mỹ thì họ không có cái văn hóa như vậy, mà xem phim mà họ phải xem phụ đề là chuyện hiểu. Họ không thích cái việc đó, xem mà chỉ muốn xem hình thôi, phải ngồi phải đọc nữa thì họ rất là ngán cái việc đó. Vì lý do đó mà chỉ có những bộ phim mà cực kỳ là phải mang dấu ấn một cái gì đó riêng biệt và phải xuất sắc thì họ mới bỏ cái thời gian ra họ ngồi đọc phụ đề. Mà phim hành động thì nó ít thoại, chỉ hình ảnh thôi, còn phim để cắt tới là khác rất nhiều thoại thì đó, cho nên là mình khó tiếp cận được. Ok. Dạ cảm ơn anh. Thì tiếp trên cái anh đang trả lời á thì em có một cái vấn đề em cũng muốn trao đổi với bạn, và là em cũng rất là muốn nói chuyện với những đạo diễn, đặc biệt là đạo diễn Quốc Việt, bởi vì là đây là cái vấn đề mà nhiều nhà nghiên cứu phim tại Việt Nam đang quan tâm. Khi mà tức là trước đây ở Mỹ cũng vậy, tức là sau khi mà khán giả ra rạp xem phim, xuất hành xem phim thì cũng có những phim chiều cho khán giả, là đó là những cái phim mà nó quá dễ dãi, giống như anh mẹ anh nói là cười nhiều rồi họ cũng chán. Thì đạo diễn Hitchcock năm 1960 mới bắt đầu là làm Psycho, và đạo diễn Hitchcock mới tuyên bố là bây giờ tôi muốn làm bộ phim cũng khán giả cũng ra rạp xuất hành luôn, nhưng mà các nhà nghiên cứu phim cũng phải nghiên cứu phim tôi hoài luôn, nghĩa là kết hợp lại cả cái nghệ thuật điện ảnh cộng với cái công việc. Thì rõ ràng là mình sẽ thấy là Hitchcock không phải là nói chơi mà làm thật á, nghĩa là chúng ta thấy là doanh thu có những cái video quay lại khán giả xuất hành xem cái phim tại bộ Hitchcock đúng như những gì mà Hitchcock tuyên bố. Và những cái phim đó mình sẽ thấy là ngoài xem mình cũng nghiên cứu về câu chuyện, còn nghiên cứu thêm về tâm lý nhân vật rồi vân vân các vấn đề về quay phim, dựng phim nữa. Và một điều đặc biệt nữa đó chính là cái văn hóa của người Mỹ trong phim, và mình cũng thấy luôn, hoặc là nhiều phim ở Nhật Bản cũng vậy, mình xem phim của họ có câu chuyện của họ và cái số là cái gì mà mình sẽ mình hiểu là nhắm mắt và mình biết à đây là của người Nhật Bản. Thì ví dụ như là Kurosawa gây ra cái đạo diễn cũng kiểu như vậy. Vậy thì không biết là đối với anh Sắc Ly á, hay nhất là anh Sao Hương cũng lâu, thì khi mà anh về nước anh làm phim thì những cái phim của anh, em ví dụ như là cái phim Em Chưa 18, thật ra mọi người cũng không còn hay nói là Em Chưa 18 là cũng về cái yếu tố mà về làm cho mọi người vui rồi câu chuyện thoải mái thì là có, nhưng mà bây giờ nếu như đặt Em Chưa 18 qua bên Thái Lan cũng được, hoặc là qua bên Đài Loan cũng được, có nghĩa là người ta vẫn không thấy rõ cái yếu tố của Việt Nam trong cái phim Em Chưa 18. Thì không biết là anh có trăn trở khi mà làm cái bộ phim đó thì đó là điều mà tụi này nó đi nó lại ngoài, tức là và cứ sửa kịch bản sửa lại sửa lui cũng là vì cái điều đó. Nhưng một cái yếu tố trong đó là cái prom là cái văn hóa của Mỹ, tức là cuối năm họ có một cái prom và họ bầu ra gì đó hay queen với lại king. Thì
điểm này là ở Việt Nam mình đâu có cái văn hóa này đúng không? Cuối năm mình có thể đi chơi, đi hè, hay là sinh viên tụ tập ăn uống hoặc là đi đâu á, nhưng mà mình không có một cái prom thì ở bên Mỹ á, tại vì lúc cái thời xưa mình cũng đi học ở bên đó, và cái prom là một cái, tức là một cái sự kiện mà nó gần như là được chú ý, và học sinh á, như là sắp tới prom nó là một cái điều gì đó rất là vừa là khủng khiếp, vừa là sung sướng, vừa là sợ hãi. Thì các cô có thì sợ là không có ai mời mình đi, thì prom mà không có anh nào mời đi thì nhục lắm. Còn các anh á thì sợ mời mà từ chối, mời mà bị từ chối thì tất cả mọi người đều biết, thì không biết mời ai nữa. Cho nên nó tạo ra một cái stress rất là lớn ở bên Mỹ. Và khi mình muốn đặt cái prom vào trong cái câu chuyện Việt Nam, ở Việt Nam như vậy đó, thì là mình liền thấy có hai hướng dư luận, thì là hay tức là chia làm hai phe. Một bên thì sẽ nói rằng không bao giờ mà ở Việt Nam chấp nhận những cái yếu tố này, cũng như là này nó quá xa lạ và nó không phải là văn hóa của mình, và khán giả sẽ không chấp nhận, sẽ chối bỏ, sẽ từ chối, và cái bộ phim sẽ thất bại vì chính cái yếu tố này, và làm cho mình rất là đắn đo nhiều ngày. Và mình đã bỏ cái prom đi, rồi bỏ, rồi lại nhét vô lại, rồi bỏ đi, rồi nhét vô lại, không biết bao nhiêu lần. Cuối cùng mình phải nói là mình phải, bây giờ mình phải nghe cái tiếng lòng của mình thôi, mình phải theo cái linh cảm của mình thôi, chứ mình không thể nghe ý kiến của mọi người được. Nếu mình nghe ý kiến thì mình tiếp thu, nhưng cuối cùng mình phải tin vào cái trực giác, cái linh cảm của mình khi mà mình kể một câu chuyện, kể một đó, thì quyết định để đặt lại những cái yếu tố mà ở Việt Nam nó rất là xa lạ, có thể nó không xa lạ với những bạn mà đang học ở trong trường quốc tế, nhưng mà nó xa lạ với hầu như là 95% của khán giả của mình. Và cái điều đó cũng là cái điều mà làm cho tụi này rất là hồi hộp khi mà chiếu bộ phim, không biết là được tiếp nhận như thế nào. Nhưng mà khi nó ra đạt và mọi người cùng được đón nhận, thì đây là một cái bài học, tức là mình ngay cả mình cũng bất ngờ. Mình bất ngờ là tất cả mọi người tiếp nhận những cái đó một cách rất là dễ dàng và văn minh, chứ không phải là thấy khó chịu hoặc là họ nói gì cả, hoặc là họ như không biết, không có hàng một điều nữa là không có tờ báo nào, nếu nói em chưa được cảm thấy không có cái tờ báo nào chỉ trích những cái văn hóa đó ở trong bộ phim đó. Thì có thể là đây là một cái mà mình có thể nhìn lại và mình có thể nói là một khi mà mình kể được câu chuyện mà khán giả nhìn thấy họ, nhìn thấy mình ở trong nhân vật, nhìn thấy mình ở trên màn ảnh, thì họ sẽ đầu tư và họ sẽ theo câu chuyện và họ sẽ không có gì hết. Nếu mình làm một cái phim mà rất là Việt Nam nhưng mà khán giả không thấy họ ở nhân vật, không đồng cảm mà không nhìn thấy họ, đúng không? Thì cũng khán giả cũng sẽ từ chối cái bộ phim đó. Cuối cùng là mình cái quan trọng nhất là làm sao tìm được sự đồng cảm, làm sao khán giả nhìn thấy họ qua nhân vật mình. Mình nói ví dụ giống như là trong MG18 thì tất cả các cô bạn gái đi xem phim đó chắc là có hiểu được cái cảm giác của Linh Đen, một cô gái khi mà bị một cái anh chàng kia cùng một cái cô bé khác đẹp hơn mình, đúng không? Và tất cả mọi người đó, tôi hiểu cái cảm giác này, nhưng không trực tiếp đến với tôi thì bạn tôi biết của bạn thân tôi hiểu cái cảm giác này, và chính cái sự đồng cảm đó nó làm cho người ta quên đi hết tất cả những cái vấn đề, những cái yếu tố khác, nên những yếu tố khác nó đến người ta đón như thế này. Dạ, cảm ơn chị.
chia sẻ của anh rất là nhiều. Và như đã hứa đúng không ạ, chúng ta đã qua 45 phút là chúng ta trò chuyện riêng với anh Sắc Ly về những cái mà anh Sắc Ly muốn chia sẻ với mọi người. Và bây giờ là thời gian dành cho tất cả chúng ta, những bạn trẻ đến đây hôm nay, chúng ta chờ mong chúng ta có cơ hội, chúng ta có cái, những cái câu hỏi, những cái vấn đề chúng ta đang quan tâm đến điện ảnh Việt Nam, thì chúng ta cứ đặt câu hỏi cho anh Sắc Ly. Và đúng không? Thì phim thật sự phim thôi, phim chiến tranh thể loại của mình rất là thích, mình xem rất nhiều. Và mình cũng đã muốn làm phim chiến tranh rồi nhưng mà làm chưa được. Cũng đã đi, cũng đã nói chuyện với nhiều người và cũng đã nói về cái câu chuyện mình muốn làm. Nhưng mà tới giờ này mình vẫn chưa được cái điều kiện như cơ hội để làm bộ phim chiến tranh. Mình nghĩ là hiện giờ trong đầu của mình có hai câu chuyện mà mình nghĩ rằng nếu mà làm được thì sẽ là hai bộ phim chiến tranh cực kỳ là hay và có giá trị nữa. Nên nó có giá trị để giá trị vì nó chống chiến tranh. Tất cả những bộ phim chiến tranh là để chống chiến tranh, cũng như là tất cả những bộ phim về thuốc phiện chẳng hạn, hoặc là đưa ra để họ chống thuốc phiện. Thì mình có nhưng mà mình không biết làm để làm được. Thật sự có hai câu chuyện mà mỗi lần mà mình ngồi chung với lại bạn bè như đồng nghiệp á, thì mình luôn luôn ai mà chưa nghe thì mình cứ kể hai câu chuyện này. Kể với mà người ta sợ luôn, người ta nói thôi đừng kể nữa, tôi nghe nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà không biết làm để làm được. Cho nên là ở Việt Nam mình phim chiến tranh cực kỳ là khó làm. Là hai cái vợ và gặp cái năm trước đây gần đây hai năm mình cũng xem được một cơ hội làm được cái phim chiến tranh nữa, nhưng mà rồi cũng cái cơ hội đó cũng bị dùng cũng không được, tức là mình đã có ba dự án rồi mà nó chưa thành hành. Phim đúng là phim ba cái phim chiến tranh này là phim chiến tranh về chiến tranh trong Mỹ, cả ba bộ phim là về trong cái giai đoạn đó. Thì hồi nãy là bạn có nói về cái phim lịch sử, thì như là hồi xưa là anh Sắc Ly có biết cái kịch bản phim Khát Vọng Hư Không đúng không ạ? Dạ, đó là anh Sắc Ly không có đạo diễn thôi nhưng mà cũng có tham gia vào cái dự án phim lịch sử là bộ phim Khát Vọng Thăng Long vào năm 2010, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long. Thì
để mình biết thông tin là anh Charlie cũng có quan tâm đến đề tài lịch sử và cũng đã có tham gia và chúc phúc cho cái kịch bản phim đó. Thì mình có mấy kịch bản mình đã gửi đi xin phép rồi, những phim lịch sử của các nhân vật mà ai cũng biết, nhưng mà mình vẫn chưa được phép. Tức là đụng tới lịch sử thì không rất khó, và nó liên quan tới rất nhiều vấn đề, và liên quan tới vấn đề chính trị nữa, cho nên là không phải là nhà làm phim cũng làm được. Quyền lực của đạo diễn là nằm ở chỗ nào? Là nằm ở cái câu chuyện của mình. Tức là nếu như trong tay của mình có một cái kịch bản, có một cái câu chuyện mà mình khi mình trình bày với mọi người cảm thấy rằng đây là một cái câu chuyện quá hấp dẫn, quá ý nghĩa, và mình không thể bỏ qua được, đúng không? Cộng với lại họ có thể tin tưởng mình hay là không tin tưởng mình dựa vào những cái dự án trước đó mà mình đã làm, thì cái quyền lực của đạo diễn nó chỉ nằm ở chỗ đó thôi. Tức là ok, bây giờ anh muốn làm cái phim này thì để tôi xem coi cái câu chuyện này nó như thế nào, và khi họ xem câu chuyện đó họ thấy hay quá, hấp dẫn quá, lôi cuốn quá, thú vị quá, vui quá gì đó, cảm động quá, tràn đầy ý nghĩa là tính nhân văn ở đây. Đây là một câu chuyện mới chưa được kể, đúng không? Và cần kể ra. Ok, rồi. Khi mà mình có một cái kịch bản hiện tại thì mình có rất là nhiều quyền lực. Còn nếu mình có một kịch bản mình đưa cho mọi người nhìn vào, mình là trời, cái câu chuyện này đâu có gì đâu mà hấp dẫn, đâu có gì đâu mà cuốn hút, đúng không? Tôi đọc tôi không có một cái cảm xúc gì hết, thậm chí tôi có nhiều cái tôi không thích nó được. Thì lúc đó thì ông đạo diễn không có cái quyền lực gì đấy. Cho nên là cuối cùng nó vẫn là cái nội dung nó sẽ quyết định rất là nhiều trong cái quyền lực của đạo diễn. Và nếu nó nói nội dung á, thì phải nói đến biên kịch, nói đến biên kịch nhà sản xuất, thì là nhà sản xuất thường thường là những người mà họ đi tìm nội dung, mà đi săn đuổi nội dung, và đi tìm những cái dự án tiềm năng lớn vừa về mặt diễn xuất, tại vì họ muốn hấp dẫn những diễn viên lớn, họ muốn cái kịch bản của họ có tiềm năng lớn để họ hấp dẫn những đạo diễn lớn, hấp dẫn nhà phát hành, hấp dẫn nhà đầu tư. Đó. Thì khi mà trong tay của mình có một cái kịch bản thật tốt, có một tác phẩm rất là tốt, thì cái quyền lực mình nó tự nhiên nó sẽ rất là lớn. Đó là câu trả lời mà thực tế, chứ không thể mình nói là ok, tôi đã làm bao nhiêu phim đó rồi, hiện giờ tôi ra, giờ là tôi muốn làm cái gì cũng được, và bao nhiêu tiền tôi xin cũng được, đúng không? Cái đó thì nó không có cụ thể. Giống như câu chuyện của bà vậy, thì khi mà mình làm một cái gì đó nó quá và nó
cái sự dễ dãi này á, mọi người biết có đến từ đâu không? Tại sao mà phim Việt Nam có quá nhiều, đúng là như bạn đã nói là mình rất đồng tình là có rất nhiều bộ phim quá dễ dãi. Dễ dãi đây mình có thể nói, mình có thể nhìn theo một cái cách nữa, đó là quá nhiều phim không xem trọng khán giả, hoặc không xem trọng khán giả, đúng không? Là cho nên là vô tình mà làm cho khán giả Việt Nam mất cái niềm tin. Thế mà nghe tới phim Việt là bất kể ai làm hay là hãng nào làm, hoặc ông đạo diễn nào làm, hoặc là ai diễn viên nào, họ chỉ nói ồ phim Việt thôi, tự nhiên là mặc định như vậy. Công ty định kiến rất là cái nhầm rất là xác đáng. Nhưng mà cái lý do mà tại sao mình lại bị mình lại rơi vào một cái hoàn cảnh như vậy, có phải là những nhà làm phim không tôn trọng khán giả không? Có phải là những nhà làm phim mục đích của họ là không làm một bộ phim đàng hoàng thực tế không? Thì mình phải đặt những câu hỏi như vậy. Thì cái vấn đề á, nó không phải là vì người ta không muốn làm một bộ phim hay, vì người ta không muốn chiều lòng khán giả, vì người ta không muốn cho khán giả xem một cái, cứ như là xem một cái bộ phim tốt hoặc là thỏa mãn, không phải là như vậy. Nhưng mà vì cái điều này là một bộ phim như là Của Lại Vợ Bầu ra đời, đúng không, và họ thu được một cái số tiền quá khủng như vậy, thì tất cả những người khác đang làm một cái công việc gì đó khác và họ nói là ô tại sao mình không đi làm phim, đúng không? Mình đang làm cái này khổ quá, đúng không? Thấy nhất trung trời làm một bộ phim đâu có gì đâu, một phim rất là đơn giản, một bộ phim hài nhẹ nhàng, nó đâu có cái gì mà mình thấy nó khó đâu. Tại sao mình không làm cái việc đó để mình thu vô hàng trăm tỷ mà mình đi làm những cái công việc hiện giờ nó quá cực nhọc đi, và biết làm được con số tiền đó. Cho nên đó là họ ùn rất nhiều tay ngang nhào vô tham gia vô và sản xuất hàng loạt những bộ phim mà họ nghĩ là sẽ như Của Lại Vợ Bầu, nhưng mà thật sự nó không thể như lại Của Lại Vợ Bầu được. Và tại sao? Thế thì nhất chung cả đời làm phim đó, bây giờ bạn có thể ngang với nhau một bạn làm sao mà bạn làm được, đúng không? Đây là một cái nghề mà người nghệ sĩ phải dấn thân, phải yêu, phải hy sinh, đúng không? Phải học hỏi và phải luôn luôn tìm hiểu và luôn luôn cầu tiến, chứ không thể nó họ đến với lại phim là vì họ yêu phim ảnh đó rồi, yêu nhân vật và họ muốn kể chuyện và họ muốn đem lại cái cảm xúc gì đó, đúng không? Chứ không phải là họ đến với phim ảnh là vì doanh thu. Khi mà những nhà làm phim mà đến với điện ảnh vì doanh thu thì chúng ta sẽ có những cái bộ phim như vậy rất là dễ dãi, tại vì mục đích của họ là chỉ kiếm tiền thôi, chứ mục đích của họ không phải là làm phim. Họ đặt mục đích khác. Cho nên là vô tình làm đánh đồng với tất cả những cái người trong ngành mà rất là quyết tâm, và họ đến với điện ảnh vì thật sự họ người yêu phim ảnh, họ làm phim vì cũng kể lên một cái câu chuyện gì đó mà đối với họ nó rất là quan trọng, rất là riêng tư. Dạ, thưa thì trước khi có câu hỏi tiếp theo thì để bổ sung cho bạn cái chỗ này là để bạn hiểu là ở thị trường phim Việt Nam mình á, mọi người có nhiều người thì người ta nói là đổ lỗi cho khán giả, kêu là tại vì khán giả của mình là quá dễ dãi, chịu, có nghĩa là chịu bỏ tiền ra đi xem những bộ phim như thế. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy đâu, bởi vì là mình biết là khán giả là số đông mà, đúng không? Vì có người học điện ảnh nhưng mà có những người họ học kinh tế, họ học gì vân vân, có nghĩa là cái nền tảng nó khác nhau. Thì rõ ràng là ok, họ ra rạp mà xem một bộ phim trước tiên là để họ hiểu cái câu chuyện, họ có một cái sự đồng cảm về cái câu chuyện đó đã, nhưng mà đó là cái nhu cầu của họ. Còn mình á, là mình là một cái người đi làm phim mà mình sẽ thấy là mình chiều theo cái là bây giờ tôi sẽ kể một câu chuyện ra, họ thấy họ cười ra, họ đi về, họ không cần phải suy nghĩ gì thêm. Thì đó là cái do là phía nhà sản xuất, là do những cái người làm phim họ đem đến. Vậy thì cái khi mà mình đặt cái câu hỏi là tại sao phim Việt Nam dễ dãi á, giống như hồi nãy anh Sarkozy có chia sẻ là không, mình cái mà mình không nên đổ lỗi đó là đừng có đổ lỗi cho khán giả, mà những cái người mà sản xuất phim á, những cái người mà làm ra cái bộ phim đó phải tự đặt câu hỏi là vậy là mình đang làm bộ phim này thực sự mình muốn mang đến cái gì, mang đến câu chuyện gì, chứ không
phải là à tôi làm phim này đây, cái thị trường này nhiều có vẻ là khán giả mình dễ uống năm sẽ làm những câu chuyện dễ dễ để mình kiếm tiền. Nếu như mà chỉ đặt cái mục tiêu kiếm tiền thì rõ ràng là tạo ra những cái bộ phim cuối cùng cũng thất bại, cũng có những bộ phim thất bại là vì cái yếu tố là họ muốn là làm kiếm tiền, bởi vì đó là có những cái thủ thuật, những cái kỹ thuật vân vân của cái người kể chuyện mà không phải là ai, những người mà không có những cái đó là những cái chuyên môn trong điện ảnh thì người ta sẽ không biết. Và đó là lý do mà nếu như mà mình càng đi theo nhiều, có nghĩa là càng gọi là càng cố ý là làm phim để kiếm tiền thì sẽ tạo ra nhiều cái bộ phim dễ dãi và những bộ phim thất bại. Còn rất là trân trọng những nhà làm phim mà họ đưa ra những cái câu chuyện và mình ra mình xem và mình có, tức là cũng có giải trí, có yếu tố giải trí đương nhiên, là bởi vì là phim chiếu rạp là thường là ra để giải trí trước tiên đúng không, nhưng mà về mình có đọc lại một cái gì đó nó nhân văn và mình cái gì đó mình suy nghĩ thì mình nghĩ đó là những cái bộ phim mà họ có nghĩa là cũng có một chút để đáp ứng khán giả, nhưng mà cũng muốn là đưa cái của họ cho khán giả để tìm cái sự đồng cảm của khán giả. Thì đó là cái là để mình thực sự mình đặt ra câu hỏi là vậy, thì do khán giả hay là do phía nhà đầu tiên họ muốn đưa đến câu chuyện như vậy. Dạ, xin mời các bạn. Dạ, con muốn đặt đến anh là nãy giờ thấy anh chia sẻ thì có vẻ thử thách khá là nhiều và quyền lực của đạo diễn khá là hạn hẹp, nên muốn hỏi thêm một chút về quyền lực của đạo diễn, kiểu là ngoài cái cửa ải khán giả thì cái cửa ải kiểm duyệt cũng là một cái cửa ải mà rất là nhiều đạo diễn quan tâm. Và em muốn biết thêm là khi mà đặt đối diện với lại cái loại kiểu gì thì một người đạo diễn làm thế nào để có thể bảo vệ được bộ phim của mình, bảo vệ được cái kịch bản theo ý mình mong muốn, và có những gọi là cái tip nào để có thể gọi là lách luật một chút để có thể giữ được cái kịch bản, cái ý muốn của mình trong truyền tải cái bộ phim đó. Và em rất muốn anh chia sẻ thêm. Nếu như mà mình làm phim không tốt và mình đổ lỗi cho kiểm duyệt, đúng không, thì giống như là mình tìm một cái lý do để mà mình không nhìn lại cái điều mình thiếu sót thì nó cũng không có, nên mình nghĩ là mình sẽ không tiến được. Cho nên nó là về vấn đề kiểm duyệt, mình phải nhìn như vậy là kiểm duyệt sẽ làm cho người đạo diễn sáng tạo được, biên kịch sáng tạo được. Thì chúng ta phải sáng tạo hơn để chúng ta vượt qua được cái cửa kiểm duyệt. Thì chúng ta không nói là ok, vì kiểm duyệt như vậy cho nên mình chịu, mình sẽ chấp nhận làm những cái bộ phim mà nó như là vì kiểm duyệt làm hư cái tác phẩm của mình. Mình không có tư duy như vậy đó, thì cái câu trả lời chính xác là như vậy. Thế mà cái quyền lực của mình là cái sự sáng tạo của mình. Cái sự sáng tạo của mình làm sao, nếu như bích cửa này tôi sẽ đi cửa khác, đúng không? Ví dụ như là như thế này thì không được phép, đúng không? Thì buộc lòng mình phải sáng tạo, mình phải suy nghĩ để mình tìm ra một cái giải pháp tốt hơn, hay hơn để mình kể được cái câu chuyện đó một cách khác, chứ mình không vì như vậy mà mình phải làm cái gì đó mà mình không thích, hoặc là mình làm cái gì đó mà mình nghĩ rằng nó chỉ được phân nửa của cái mình thật sự mình muốn thôi. Và thường thường chính vì kiểm duyệt mà làm cho bộ phim nó hay hơn. Em nghe này nó hơi ngược đời chút xíu mà thật sự thật là như vậy. Là khi mà tụi này đưa lên một cái kịch bản mà không được duyệt thì tụi này luôn luôn là phải suy nghĩ, phải động não, phải suy nghĩ sâu hơn. Và chính vì cái sự suy nghĩ sâu sắc đó nó làm cho mình sáng tạo hơn, và cuối cùng mình đưa ra những cái đáp án mà mình cảm thấy nó dụng công hơn, nó mới mẻ hơn, nó lạ hơn, nó hay hơn. Và mình phải cảm ơn vì mình cái kịch bản ban đầu của mình nó chưa được kiểm duyệt, cho nên mình mới được có cái phiên bản mới này. Ở phiên bản mới thì mình thích hơn và nó thật sự nó xuất sắc hơn. Vậy do sự kiểm duyệt mà đeo không có để trả lời câu hỏi của em. Dạ, thì chắc là xin phép bổ sung thêm chút xíu ở ý chỗ này để mà mọi người có cái hình dung rõ hơn. Tức là rất là cảm ơn cái ý của anh Charlie khi mà nói là nhờ kiểm duyệt mà làm cho các nhà làm phim sáng tạo hơn.
Bởi vì là chúng ta thấy là có một đất nước mà chúng ta sẽ thấy là kiểm duyệt rất là nhiều, chứ không phải là riêng điện ảnh Việt Nam thì vậy mà cũng là ít kiểm duyệt rồi. Đó là Iran là không được phép đưa tình dục và bạo lực lên phim. Đó là mình sẽ thấy là hoàn toàn là làm phim mà mình thấy đa số là mình hay thấy phim của mình đọc giải các cái giải thưởng quốc tế thì cũng sẽ thấy có chút xíu gì đó, nó có những cái cảnh nóng nóng đúng không? Rồi có những cái cảnh nó cũng bạo lực đúng không? Nhưng phim Iran các bạn biết là không được đưa tình dục và bạo lực lên phim. Nhưng mà đó lại là cái mà các nhà làm phim họ lại sáng tạo hơn, giống như anh Shirley nói đó. Nghĩa là nếu như mà phim mình làm trắng ra như những cái mà người ta thấy thì đôi khi thấy đỏ quá dễ quá rồi dễ bị kiểm duyệt, mà cũng là thấy nó thật quá rồi thì người ta hay suy diễn, hay nghĩ đến cái yếu tố thật đó thôi. Còn nếu như mình làm một cái ẩn dụng, tức là các nhà làm phim Iran á, là họ vượt qua kiểm duyệt bằng cái cách là họ làm ẩn dụng hết tất cả những cái gì bạo lực, những cái gì liên quan đến tình dục vân vân là họ làm ẩn dụ hết. Nhưng mà chính những cái ẩn dụ đó thì nó lại là tạo ra nhiều cái lớp nghĩa khác nhau, và càng suy nghĩ, tức là người ta khán giả càng xem càng suy nghĩ, càng suy nghĩ thì có nhiều cái phản hồi về cái bộ phim thì lại là đưa đến những cái tác phẩm rất là tốt. Và cuối cùng là các bạn biết là bây giờ điện ảnh đi ra, nó đi liên hoan phim Cannes hay là đi liên hoan phim lớn trên thế giới là lúc nào cũng có nằm trong cái danh sách là đề cử phim xuất sắc hết á. Nghĩa là hầu như là những cái liên hoan phim lớn đều được như vậy hết. Thì mình sẽ thấy là đó, một đất nước đầy kiểm duyệt, nhưng mà chính vì điều đó lại làm cho các đạo diễn sáng tạo hơn và làm đến những bộ phim rất là hay và tạo ra một cái nền điện ảnh gọi là nền điện ảnh dân tộc Iran mà bây giờ mình vẫn đang quay hay tìm kiếm cái nền điện ảnh dân tộc Việt Nam của mình. Thì để mọi người có cái hình dung rõ hơn ha. Câu hỏi muốn đặt ra đó là không biết là khi mà bộ phim ra rạp đó thì nó sau cái một cái khoảng thời gian nhất định thì nó sẽ nhường chỗ cho những cái bộ phim mới để ra rạp để tiếp tục cái quá trình đó. Thì em muốn hỏi là sau cái quá trình cái bộ phim nó đã được chưa ra rạp thì nhà sản xuất sẽ có những cái cách nào để tiếp tục kiếm được những cái nguồn đó? Thì em biết là ở nước mình thì nó không có cái văn hóa mà làm SD, tại vì ở những nước nước ngoài là ví dụ như Mỹ thì nó thì thì khi mà những người ngoài ra người ta sẽ bắt đầu làm những cái điểm đưa ra như là gì đó, thì đó là câu hỏi bên là nhà sản xuất sẽ có những cách nào để kiếm tiền qua những cái đó, sau cái bộ phim đó. Và đồng thời là tại vì em biết là nước mình chưa có những cái kênh mà chiếu phim quý để chiếu bộ phim ngoài ra các quý, thì anh có suy nghĩ nào về cái vấn đề là việc như là ở nước ngoài thì họ ngoài chiếu rạp ra thì họ còn rất là nhiều cái kênh khác, thế là phim chiếu rạp không bao giờ thu cái hoàn vốn được như ở bên Mỹ, là cái phần mà chiếu rạp chỉ là hồi phục một số vốn thôi. Cái tiền mà cái lợi tức từ bộ phim mang đến là nó từ những cái VOD hoặc DVD hoặc là cable hoặc là TV network vân vân vân. Thì một bộ phim ở bên Mỹ đó, thì cái đời sống của nó là 10 năm, tức là khi mà từ cái thời điểm mà phim phát hành đó, 10 năm sau họ mới hết thu tiền từ cái phim đó. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì hiện bây giờ là gần như là 99% của bộ phim thu trong vòng tuần lễ đầu tiên và nếu như cái tuần lễ đầu tiên mà nó không tốt thì chưa đến một tuần nữa là nhà phát hành đã đẩy những cái phim khác vào rồi, tức là hoặc là nếu mà họ niềm nở lắm thì họ còn giữ lại qua tới tuần thứ hai, nhưng mà nó nhìn như vậy nhưng nó không đáng kể, bởi vì nó chỉ là được đặt ở những cái rạp rất nhỏ, chỉ có 70-80 người và chỉ có chiếu chừng 2-3 suất một ngày thôi. Mặc dù mình nhìn thấy vẫn còn chiếu nhưng mà cái doanh thu nó chả là bao nhiêu hết. Cho nên là ở Việt Nam hiện tại trong thời điểm này đó, thì khi mình làm phim thì mình phải làm sao đó là hòa vốn trong cái tuần lễ đầu tiên, và hy vọng rằng sẽ có được một tí lợi trong tuần lễ thứ nhiều. Đó là những cái phim mình nói là phim mặt bằng chung,
những phim mà nó hit tự nhiên nó thành công một cách vượt bậc thì mình không nói. Nhưng mà hiện tại thì mình nghĩ rằng có thể là con số nó cũng là 80% thất bại và 15% thì là có thể hòa vốn, còn cái số mà thành công thì chỉ có chừng dưới đến hơn 55%. Mình có thể thấy là 10 bộ phim làm ra và 8 bộ phim sẽ không được hoàn vốn và sẽ lỗ. Và ở Hollywood, nếu mà nói về rạp, bio ở rạp hát thì 90% phim thất bại. Nếu mà họ chỉ thu từ rạp hát thôi đó thì 90%. Cho nên là cái nguồn cái lợi tức mà họ thu về nó nằm ở những chỗ khác. Ở Việt Nam mình hiện giờ thì sau cái phim được chiếu ngoài rạp rồi đó thì có một cái nguồn lớn nhất là ví dụ ca cộng hoặc là phim cộng. Thì ca cộng, phim cộng thì một bộ phim có thể bán được 1 tỷ. Thì tất nhiên là khi mà mình bán cho họ rồi đó thì mình sẽ không bán được cho những người khác, không những người khác trong vòng 6 tháng hay gì đó. Thì quyền đó là quyền như là đặc quyền của họ. Mình có thể bán cho như là chàng vợ của em đó, thì mình bán được rất là nhiều hãng máy bay, như là hãng máy bay nước ngoài đó. Hãng bay nước ngoài mà có cái tuyến bay mà có cái trên đường có Việt Nam á, thì mình bán được. Ví dụ như là China, Eva, rồi những cái hãng bay mà họ có tuyến bay Việt Nam thì mình bán được. Nên mình có thể xem những bộ phim hiện trường 18 để bảo vệ được, vân vân. Thì đó cũng là một cái kênh, và đó là hai cái nguồn thu mà lớn nhất. Rồi ngoài ra nếu mà sau này nhưng mà Netflix họ mạnh lên và nhà nước dẹp hết những cái trang lậu á, thì phim của mình cũng sẽ được những nguồn lợi tức từ Netflix hoặc là từ một cái trang tương tự như vậy, một cái hệ thống tương tự như vậy của người Việt Nam. Nhưng người Việt Nam chưa làm được việc đó, và Netflix nó đã ở Việt Nam rồi và tương lai họ sẽ mua rất là nhiều phim Việt Nam. Tức là họ khi mà vào một cái nước nào rồi đó thì họ cần cái nhu cầu về content, về nội dung của họ rất lớn. Và đây là cũng là một cái tạo một cái điều kiện, cái cơ hội tốt cho thế hệ làm phim trẻ. Bởi một việc về phim chiếu rạp thì nó giới hạn lắm. Nhưng một năm chúng ta được có 60 bộ phim thì coi như là nó đã gần như là đủ nóc nhà rồi, mình không thể sản xuất nhiều hơn như vậy. Tại vì mỗi năm mình có 52 tuần, mà nếu mình sản xuất 60 bộ phim thì mỗi bộ phim mà ở rạp có 1 tuần lễ thôi, đúng không? Vì nó đã được gần như đủ nóc. Như là ở bên Hàn Quốc thì bây giờ họ sản xuất một năm là 70 bộ phim, và họ có rất nhiều phim, rất nhiều tiền, rất nhiều đạo diễn, nhưng họ không thể sản xuất nhiều hơn con số đó nữa, tại vì nó quá nhiều rồi. Cho nên bây giờ là đạo diễn Hàn Quốc và những cái hãng phim Hàn Quốc là bắt đầu họ đi ra nước ngoài để họ làm, như là một số đạo diễn Quốc phải qua Nhật làm, qua Trung Quốc, và sắp tới thì họ sẽ về Việt Nam hoặc là họ làm phim Việt Nam. Là bởi vì họ nghĩ rằng ở Việt Nam này vẫn còn có thể làm nhiều phim hơn nữa, nhưng mà họ không thể làm nữa. Thì mình hy vọng là khi mà một ngày mà Netflix họ đặt, họ có một cái nền tảng ở đây, và những cái trang mà các bạn xem phim mà không tốn tiền á, các bạn không còn hoạt động nữa, đúng không? Và mọi người phải trả một tháng 40-50 ngàn gì đó, rất là rẻ, trên Netflix, đúng không? Và mình sẽ xem, thì lúc đó mình nó sẽ tạo điều kiện cho rất là nhiều người để làm thêm, không mà không phải là về phim ở chiếu rạp nữa, mà là phim trên Netflix. Như vừa rồi là không biết các bạn biết đạo diễn Spike Lee không? Không, Spike Lee là đạo diễn rất là lớn, họ vừa quay xong ở Việt Nam cái bộ phim The Five Blood sẽ chiếu trên Netflix vào mùa thu năm nay. Thì vừa rồi là mình gặp ông Spike Lee ở đây. Trong phim đó là có Johnny Chí Nguyễn, có Hồ Thanh Vân, có một số diễn viên Việt Nam ở trong đó. Thì sắp tới mình biết được nữa là sẽ làm Harry Potter ở Việt Nam. Vừa rồi là Michael Mann mà làm tính là 9 tập phim của HBO ở Việt Nam, nhưng mà không được phép vì phim nó về chiến tranh mà không được phép, nên là
qua Thái Lan. Cho nên là Netflix nó vô tình nó mở ra cái thị trường rất là rộng cho nhà làm phim. Nó đáp ứng được cái nhu cầu của khán giả, tức là mình muốn xem gì mình xem chứ mình không cần phải ra rạp nữa. Thì là hy vọng là tương lai có thể là 5 năm sau mình thấy là mình có rất nhiều người sẽ làm phim không phải để ra rạp mà làm phim để lên Netflix. Và nó cũng sẽ là và cái kinh phí của họ, kinh phí của họ cũng rất là cao chứ không phải là những kinh phí nhỏ giống như là mình làm truyền hình. Nhưng làm truyền hình thì không phải làm phim, để kinh phí nó rất là đáng tí, mình không có, tức là mình không có, tức là mình không có làm được những cái gì mà một nhà làm phim mong muốn ở trong truyền hình, đúng không? Cho nên là mình hy vọng là trong của tư nhà tài gần Netflix cũng như là những cái hệ thống tương tự như vậy sẽ đáp ứng được trong cái thế hệ của các bạn, tại vì các bạn rất là đông, hiểu không? Nhưng mà mình là cho nên là mình cần một cái nơi để mình hoạt động, mình làm hoạt động điện ảnh chứ không phải mình hoạt động truyền hình. Thật sự cái chàng vợ của em cái ý tưởng nó chả có gì hay. Đúng không? Nếu mình nhìn thì nó không có gì hay. Một cô này thì làm quần quật suốt ngày, đúng không? Cô bé là một suốt ngày không có ai ở nhà để mà lo cho chăm sóc cho cái nhà của mình, mà cổ một con chó, cổ không có thời gian để mà chăm sóc cho con chó. Cổ thấy giống như là cổ kiểu là bỏ rơi cái thú cưng của mình rồi. Và cổ cần cái người gì chăm giúp việc nhà để vào để mà hàng ngày vô giúp việc với lại làm bạn với con chó mình để con chó mình nó không có bị bệnh tự kỷ, đúng không? Thì đó là câu chuyện của chàng bạn rất đơn giản. Ở đây mình muốn nói gì mình cũng nói đó. Câu chuyện mình luôn luôn nó rất đơn giản, không có cái câu chuyện điện ảnh nào mà hay là điện phim xuất sắc mà câu chuyện nó phức tạp hết. Câu chuyện nó cực kỳ đơn giản nhưng chỉ có nhân vật nó phức tạp thôi. Và cái cách kể chuyện của biên kịch, tức là và cái cách này không phải là ở đây mình nói cái rồi bạn tiếp thu vô là bạn về bạn biết được, mà bạn phải thực hành, và cái thực hành này nó kéo dài từ năm này qua năm kia năm nọ, bạn sẽ mất nhiều năm để bạn có thể viết một cái kịch bản tốt. Và cái kỹ năng kể chuyện của mình nó qua mỗi một cái kịch bản mình sẽ trao dồi, mình sẽ tốt dần lên. Có nhiều người nghĩ là tôi muốn trở thành biên kịch, tôi viết ra một kịch bản, tôi đưa mọi người đọc, cũng có người khen, có người chê, và rồi không có ai quan tâm nữa hết, không có ai làm cái phim của kịch bản của tôi hết, và rồi họ nghĩ là họ không theo đuổi nữa. Thì đây nếu mà mình suy nghĩ như vậy thì mình không phải là thật sự mình chỉ cái tình yêu của mình dành cho cái nghề nó không đủ lớn. Mình nếu khi mình đã xác định mình muốn vào điện ảnh rồi thì mình không có con đường ra, mình phải nghĩ là mình chỉ làm nó thôi, và lúc mình nghèo nhất và thất bại nhất và không ai nghĩ đến mình, không ai quan tâm mình, mình cũng không được bỏ nó. Mình bỏ nó thì mình sẽ không bước vào cái ngành này được, bởi vì nó cực kỳ là nó khó và nó đòi hỏi một cái thời gian có thể là nhiều người sẽ ngắn hơn, nhiều người sẽ dài hơn, nhưng mà nó không thể là chuyện mà mình viết một cái bản là mình thành công được việc. Mình phải miệt mài với nó, mình phải miệt mài và mình coi tất cả như một cái quá trình thôi, chứ không phải là một cái đích để đến. Thì là nếu như em quan tâm tới kịch bản, đúng không, thì có một cái khóa CGV tổ chức hàng năm, là nhà biên kịch tài năng, thì là mình nên tham gia những cái khóa như vậy để mình trao dồi, mình tiếp cận để mình học hỏi thêm. Và một điều quan trọng nữa, các bạn biên kịch mà muốn biên kịch mà không có đọc kịch bản, rất nhiều việc nhận nó là em muốn biên kịch, để hỏi em đọc kịch bản nào rồi, em chưa đọc kịch bản. Nhưng mà mình muốn trở thành nhà biên kịch nhưng mà mình chưa bao giờ
đọc một cái kịch bản của ai á, làm sao mình trở thành nhà biên kịch được. Không giống như là ok anh muốn trở thành cầu thủ đá banh, các coi trận nào chưa, chưa bao giờ coi đá banh sao được chưa bao giờ coi đá banh là anh trở thành cầu thủ đá banh, đúng không? Thì nhưng mà rất nhiều người muốn trở thành nhà biên kịch nhưng mà hỏi đọc kịch bản nào rồi, thì chưa đọc kịch bản nào hết, đúng không? Thì là nếu mình muốn trở thành nhà biên kịch thì trước hết là hãy tìm 10 cái kịch bản, 10 cái phim mà mình rất là thích, đúng không? Hãy tìm nó và đọc nó, có xem bởi biên kịch làm gì với nó, viết như thế nào, trình bày như thế nào, xây dựng nhân vật như thế nào. Không phải coi phim nha, cái việc mà coi phim để mà biên kịch nó không giúp mình được. Mình phải đọc kịch bản, mình biết đọc kịch bản với việc coi phim là hai việc cực kỳ là khác nhau. Nhiều người nghĩ là đi khi là xem phim là sẽ biên kịch được, điều đó không chính xác. Fast and Furious,
mọi người nghĩ cái đó là phim phim gốc đúng không? Nhưng mà fanfare Fan cũng là remake của những cái phim hồi xưa của họ, tức là họ chỉ remake thôi. Thì đây mình nói sao, tức là cái câu chuyện nó không có quan trọng, cái ý tưởng nó không có quan trọng, cái cách mình kể mới, cái cách mình thể hiện cái câu chuyện đó, làm thế nào để mình kể nó một cách rất là mới, giống như bây giờ mình ngồi đây, đúng không? Mình nói ra một cái câu chuyện gì đó, các bạn nghe, tối nay các bạn về, các bạn ngồi trong gia đình, các bạn nói, hôm nay ở trong lớp, đúng không? Chị Liên Hà kể cái câu chuyện này, cái đó phải là mình phải remake đó, đúng không? Mình chia sẻ cái câu chuyện đó lại cho những cái người khác mà chưa tiếp cận nghe câu chuyện này. Remake là như vậy thôi, hiểu không? Như là Hàn Quốc thì họ remake rất là nhiều phim của Âu Châu, họ không remake nhiều phim của Mỹ, tại vì phim của Mỹ được chiếu quá rộng rãi ở Hàn Quốc. Cho nên là ok, tôi đã nghe Hollywood đã kể câu chuyện rồi, tôi kể lại gì nữa. Nhưng quá rất nhiều phim ở Âu Châu nhưng mà người Hàn Quốc chưa được xem, đúng không? Và nó thật sự nó hấp dẫn thì nhà sản xuất người ta nói ok, không, đây là một câu chuyện mà mình nghe ở bên Đức họ vừa mới kể, ở bên Ý họ vừa mới kể xong, đúng không? Nhưng mà Hàn Quốc không có chịu thì họ đem về họ kể lại. Thì cái đó, cái chuyện remake nó làm cho nhà sản xuất bỏ một cái giai đoạn là phát triển dự án, gọi là development, mà hầu như là trong cái thị trường điện, trong cái nền điện ảnh Việt Nam của mình đó, cái từ development này rất mới bắt đầu, mọi người mới bắt đầu suy nghĩ đến 2 năm gần đây thôi. Còn trước đây không ai nói đến vấn đề về development đó. Giờ bây giờ đi đâu tới các hãng phim nào cũng là nói về development chứ không nói về làm phim và đạo diễn nữa. Bây giờ bắt đầu người ta bắt đầu mới có cái tư duy rằng để có một cái dự án tốt, để có một cái bộ phim tốt thì chúng ta phải dành rất nhiều thời gian cho cái việc xây dựng và phát triển tác phẩm. Và giai đoạn đó là chỉ có nhà sản xuất và nhà biên kịch làm việc, hoặc là có thể là có đạo diễn tham gia. Cái giai đoạn nó có thể kéo dài, ở bên Hàn Quốc có minimum là 2 năm. Mình nói chuyện với lại họ thì họ chia sẻ, họ nói là ồ, các bạn ở Việt Nam làm phim quá ẩu, tại vì các bạn không có một cái quá trình làm phát triển dự án. Các bạn đốt ngắn bỏ hẳn cả nguyên cái giai đoạn mà quan trọng nhất, tức là phát triển dự án. Các bạn chỉ chụp lên một cái kịch bản ở đâu đó, hoặc là tìm một cái biên kịch nào đó rồi cứ giao cho họ vài tháng và bạn quay, đúng không? Vì vậy cho nên là để đạt những điều có thể là cái câu hỏi liên quan tới câu hỏi của em hồi nãy luôn á, tại sao có những cái kịch bản quá, những cái bộ phim nó dễ dãi quá đó, là bởi vì mình đã cắt bỏ nguyên một cái công đoạn cực kỳ là quan trọng. Thì cho nên là ở đây sau này các bạn sinh hoạt các bạn phải suy nghĩ đến kiểu đó, okay. Là mỗi một dự án mình làm á, mình phải dành 2 năm để mà xây dựng cái phát triển tác phẩm đó, rồi sau đó mới hãy tính tới cái chuyện là sản xuất. Đừng tính tới chuyện sản xuất, đừng tính chuyện làm phim, đừng tính tới chuyện gì máy móc hoặc là diễn viên, đừng tính gì hết. Cứ là ngồi ở trên bàn và cứ phát triển thôi, và mình phải phát triển rất nhiều chứ không phải là một lần một dự án. Ví dụ như một người có thể phát triển 10 cái dự án khác nhau một lúc, tức là mình có thể phát triển hai cái dự án hành động, 3 cái dự án kinh nghiệm, đúng không? 2 cái dự án hài hoặc zombie hoặc gì đó, đúng không? Có thể phát triển, có thể lên trong tương lai mình có thể làm được phim zombie, hiện giờ chưa, nhưng có thể vài năm sau được, không biết. Nhưng mà khi mà nó được, rồi cuộc mình phải tốn 2 năm mình phát triển, không? Thì giờ mình phát triển được tất cả những cái thể loại, tất cả những cái gì mà nó gần gũi với mình. Và hiện giờ các bạn có một cái lợi thế là các bạn đang sống trong cái văn hóa của tuổi trẻ. Nhưng tụi này sắp bị đào thải rồi. Nhưng mỗi lần mình làm mình rất là hoang mang, mình không biết là bây giờ tuổi trẻ có nói những câu như vậy, mà suy nghĩ như vậy, tư duy như vậy. Nhưng các bạn là đang sống trong cái văn hóa đó, cho nên là những cái gì các bạn viết nó sẽ rất là xác thực, đúng không? Netflix nó ra đời là hai đồng sân chơi để cho các bạn lớn, thậm chí những ông chồng như Disney họ định mở hơn cơ thì em cũng đau khổ rằng là có Netflix nó có vô tình giác
chất cái khả năng nhập khẩu của cái người xem. Tại vì rõ ràng Netflix nó đang mainstream rất là nhiều. Thì em cũng biết rằng là Netflix nó đang nhắm chiếc vào cho cái khả năng nhập khẩu của cái người xem. Không phải phải gọi là như là Netflix mình biết từ hồi xưa cái bộ phim đầu tiên mà Netflix họ cái bộ phim đầu tiên nha mà nhà làm phim làm không ra đời mà premiere ở trên mạng, tức là hồi xưa tới giờ cái buổi premiere là cái buổi mà đoàn làm phim tất cả mọi người được mời tới và được xem cái phim mình lần đầu tiên trên mạng ảnh rộng, đúng không? Thì lần đầu tiên mà tất cả mọi người được xem cái premiere trên điện thoại của mình ngồi ở nhà, đúng không? Và làm cho rất là nhiều diễn viên phẫn nộ, họ không đồng ý cái chuyện đó, đúng không? Bởi vì đó là xưa đến giờ xem phim mình phải xem chung với nhau trong rạp, bây giờ mọi người cầm cái điện thoại xem thì còn ý nghĩa gì để điện ảnh nữa. Và chống đối rất là nhiều. Cái phim đầu tiên, là anh có làm cái phim đó, có tham gia cái phim đó, và tất cả những diễn viên trong đó là họ đều lên án cái chuyện đó. Nhưng mà Netflix đâu có quan tâm, họ đâu cần quan tâm tới chuyện đó, đúng không? Họ chỉ nói là ok, tôi bỏ ra cái phim đó họ mua 60 triệu đô, nhà sản xuất chỉ làm 40 triệu đô thôi. Thì họ nói ok, bây giờ anh làm phim này ra, anh nói chắc là anh lời 20, nhưng mà bây giờ tôi sẵn tôi mua 60 triệu mà anh chưa làm xong, anh đã có 20 rồi, chưa làm xong nha, trong lúc mà mình đang làm bộ phim đó, trong lúc mà đoàn đang hì hục, đang tiền kỳ thôi chứ chưa có quay nữa, thì được cái tin là cái bộ phim này đã được Netflix mua với giá 60 triệu, rồi cái kinh phí mình làm thì 40, đúng không? Thì họ đã mua trước khi cái phim được thực hiện, và khi mà họ đã mua rồi thì là thẩm quyền của họ. Và ai cũng thấy cái điều này là điều sai, tai hại cho điện ảnh, đúng không? Nhưng mà rồi bây giờ không ai nghĩ gì nữa. Tới thời điểm này, cái thời điểm đó là cách đây 5 năm, tức là không xa, 4 năm mấy thôi, chưa tới 4 năm mấy thôi. Và bây giờ đó là mình thấy có Spike Lee, có Martin Scorsese, có cả những đạo diễn mà, những cái đạo diễn mà khủng ở Hollywood đó, vẫn làm phim trên Netflix. Và kinh phí của họ bây giờ là có thể vượt qua khỏi kinh phí của những người làm phim khác, bởi vì họ cái số lượng mà subscribe, tức là thành viên của họ đó, mỗi một người đóng mười mấy đô mà họ có mấy chục triệu, thế là bây giờ làm phim chiếu free đó, họ không cần lấy tiền nữa, đúng không? Mình chỉ đóng tiền hàng tháng và làm phim họ có cần bán vé, họ không quan tâm tới bán vé, và vì vậy cho nên là họ về mặt cái hình thức thương mại á, họ rất là yên tâm, rất là vững, không sợ lỗ như hồi xưa nữa. Và bây giờ iTunes ra, Apple ra, HBO ra, Hulu ra, Amazon ra, rất là nhiều hệ thống giống như là Netflix, cả 10 cái hệ thống như vậy ra, đúng không? Và làm cho Netflix phải như thế nào? Họ phải càng phải gì đó, aggressive. Không, họ phải cạnh tranh mãnh liệt hơn nữa. Họ cạnh tranh mãnh liệt hơn nữa bằng cách họ phải chiếm thị trường, chiếm tất cả thị trường ở ngoài đây, đúng không? Và họ bành trướng ra thế giới. Và họ về Việt Nam là đã trễ rồi, họ đã đi ở khắp nơi rồi. Bây giờ họ về Việt Nam, đúng không? Thì giờ họ mở lên mình chỉ thấy phim Mỹ thôi, đúng không? Nhưng mà có thể 10 năm sau là mình mở lên mình sẽ thấy rất nhiều phim Việt Nam ở trên đó. Và ai sẽ cung cấp cái số lượng mà nhu cầu khủng khiếp như vậy, đúng không? Là những nhà làm phim Việt Nam chứ không phải là những nhà làm phim Mỹ, thì đó là tương lai. Chắc là để nói chút xíu cho anh sẽ suy nghĩ về chút xíu, thì để mình cũng có một cái sự hồi đáp thêm cho câu hỏi của em. Thì rõ ràng là điện ảnh là khi mà bắt đầu ra đời nó chính là cái nghệ thuật, nhưng mà nó vẫn là kỹ thuật hơn công nghệ, cho nên đó là mình sẽ thấy là khi mà lúc mà camera ra đời thì những cái người mà họa sĩ ấy, thì họ cũng cảm thấy bị đe dọa, và họ nghĩ là ok, bây giờ hồi xưa thì vẽ thì toàn là mô phỏng hiện thực, đúng không ạ? Thì khi mà camera ra đời thì chụp luôn là còn đẹp hơn họ vẽ nữa, cho nên nó làm những cái người họa sĩ thì họ sẽ tìm cái cách khác họ, và từ khi camera ra đời là mình sẽ thấy rất rất
là nhiều cái trường phái nghệ thuật xuất hiện và rất là thú vị. Tức là sau khi có sự xuất hiện của camera là hoàn toàn là gần như thay đổi cái nền nghệ thuật hội họa luôn. Mình sẽ thấy bao nhiêu cái trường phái mới lạ là đều bắt đầu từ cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Và điện ảnh mình cũng thấy là điện ảnh là nghệ thuật của khoa công nghệ và nhiều người cũng sợ, nghĩa là cũng cảm thấy là bị đe dọa. Nhưng mà rõ ràng là mình sẽ thấy là nó cũng luôn luôn có một cái sự thay đổi theo cái sự phát triển của khoa học công nghệ. Và giống như cái câu hỏi là một bạn hỏi về kiểu duyệt ấy, thì là rõ ràng là khi mà Netflix ra đời và Netflix phát triển và bây giờ nhiều người lúc đầu cũng phản đối nhưng mà sau đó thì họ sử dụng, thì các nhà làm phim mình nãy mình hỏi là có ảnh hưởng đến cái nghệ thuật không, đúng không ạ? Thì các nhà làm phim họ lại cũng có cái cách họ kể chuyện mà làm sao trên Netflix nhưng mà khán giả vẫn cảm thấy đây là một cái tác phẩm điện ảnh, một cái tác phẩm nghệ thuật. Thì đó là lại là thêm là một những cái thách thức mới và các nhà làm phim họ sẽ nghĩ ra những cái cách kể chuyện trên các cái nền tảng khác nhau. Và đó là cái mà cái sự phát triển của khoa học kỹ thuật đi kèm với nghệ thuật. Rạp sẽ không còn nữa. Ở trong tương lai âm mỹ không còn rạp. Rạp dưới nhà. Có bốn câu hỏi. Thật ra có người coi nhưng mà em vẫn lại còn gì đó. Dạ. Thì nãy giờ mình vừa nói về cái vấn đề thiện nguyện ấy, thì em cũng hơi ngạc nhiên đó là những cái thiện nguyện cũng rất là không cái chuyện mà kiểm duyệt đó là giúp cho mình sáng tạo hơn. Nhưng mà em cũng nhớ không lâu là anh cũng bị một cái cú ngã rất là lớn về vấn đề kiểm duyệt, đó là cái cuộc đời trở lớn không được ra đạt. Mặc dù mình có chỉnh sửa tới luôn rồi nhưng mà cuối cùng bị đóng kho luôn. Rồi một số bộ phim khác như là bộ phim Bi Dựng Sợ của đạo diễn Phương Chi ấy, thì khi mà ra đạt thì bị cắt nhiều cái cảnh và cuối cùng mình xem người ta cũng không hiểu bởi vì nó thiếu cái lyric ạ. Thì em không hiểu là cái lúc mà anh với cô Lina nói thì em nghĩ là chắc là mình bị nhiều trước khi mà có kịch bản, có đầu chuẩn bị làm phim của bạn thì sẽ có kích thích sáng tạo. Thì từ hai cái, tức là từ cú ngã của anh ấy, từ người trở lớn, thì không biết là anh đã thấy là mình rút ra được cái bài học gì và mình đã sau đó mình kiểu như là mình khắc phục hay là mình có cái gì đó để mình sáng tạo như là lời anh nói. Câu hỏi thứ hai là em cũng hỏi đi từng câu đi dạ thôi anh là từng câu xin lỗi kể đi mình sợ mình không nói được tại vì không thấy phim của mình, thấy phim của gì lại hỏi gì. Trường hợp của Đại Trại Bến thì và khi mình có gửi kịch bản lên và kịch bản đã được thẩm định, được chấp thuận quay, tất cả những khi mình làm đều mình gửi kịch bản lên cục điện ảnh hết. Và khi mình được phép quay thì mình mới bắt đầu bước vào sản xuất, chứ không bao giờ mà mình tự biết xong cái nào như mình làm cái phim thì nó rất là rủi ro và mình sẽ trong tâm thế là mình ngồi ở mà không biết là mình quay này có được hay không, sau này có bị cắt bỏ hay không. Thì mình có duyệt cái kịch bản Mùa Đời Trở Lớn, tuy nhiên là với phim hành động thì không thể nào mà bạn trong một cái kịch bản mà mình miêu tả hết tất cả những cái chi tiết hành động là ok quay qua rồi anh này giơ tay lên rồi cây mã tấu từ bên trái đâm xuống rồi nó sẽ ngang qua, cái mình không kể vậy mà mình chỉ nói là ok trong phân đoạn này ai đánh với ai và cuối cùng kết quả nó như thế nào, đúng không? Còn cái phần mà dàn dựng ở trong đó thì nó bắt buộc về cái cách thực hiện của những cái pha hành động đó. Chứ trong kịch bản mình kể chuyện, những người biên kịch kể thì biên kịch cũng chỉ nói là những cái trận đánh này nó rất là khốc liệt và nó có những cái tình huống này nó xảy ra trong cái về kịch tính, đúng không? Kịch tính nó xảy ra trong cái trận đấu này nhưng mình đâu có miêu tả kỹ là cái mũi tên nó bay hướng nào, cái dao gì và nó dài bao nhiêu đó mình đâu không có miêu tả hết. Cho nên là khi mà tụi này làm, lúc mà tụi này làm thì tụi này luôn luôn cân nhắc cái việc là liệu những cái hành động, những cái màn action này nó có quá là vượt quá cái sự cho phép của cục điện ảnh không, và mình giống như là mình tự kiểm duyệt cái mình, nhưng luôn luôn là nếu mà mình đem nó xuống như vậy thì ai ở nước ngoài làm sao mình bán được, tại vì ở nước ngoài họ làm những cái pha hành động nó còn ngoạn mục hơn như vậy nữa. Nếu như mà mình làm nó quá đơn giản và quá nhẹ, quá bình thường đó, thì cái phim của mình đó, mình đưa ra nước ngoài họ nói là ôi trời, hành động vậy mà hành động gì coi đâu có sướng. Cho nên nó là cái điều mà làm cho tụi này băng băng hoài trên trong lúc mà dàn dựng những cái cảnh này rồi
quay á, là cái đó là cái ranh giới mình cũng đẩy tối ra để được phép chiếu Việt Nam là nằm ở chỗ nào, và cái mức mà khán giả nước ngoài họ xem họ thấy nó thấy được cái điều gì đó thú vị trong những cái cách mình thực hiện. Mình muốn đáp ứng được hai cái này thì nó rất là khó, nếu mình đi chân, mình đi hạt chân, đi hai hàng. Cho nên là cuối cùng thì mình liều lượng cái bộ phim nó ra là như vậy, thì nó đã liều lượng rất nhiều rồi. Cái thật sự nếu mà thật sự mình muốn làm cho nước ngoài á thì mình sẽ làm nó rùng rợn và nó máu me và nó đau đớn hơn như vậy nhiều, đúng không? Tại vì mình để miêu tả những cái trận chiến mà của mà cầm mã tấu mà chém nhau thì mình có thể hình dung được nó khủng khiếp như thế nào. Nhưng mà này mình đã giảm rất nhiều, giảm kia những cái gì mình hình dung và mình đã giảm xuống. Rồi khi bộ phim ra thì nó không phải thật sự khi mà bộ đầu chữ lớn bị cắn, nó không phải là bị cắn là vì những cái nó chỉ là một cái những cái điều mà của điện ảnh quan tâm ban đầu thôi. Chứ lúc mà cái bộ phim bị cắn là không phải vì cái điều đó, không phải là vì cái pha hành động đó, mà bị cắn là vì quá nhiều người dùng bộ đời trở lớn để mà đạt kết cục điện ảnh. Tức là qua cái câu chuyện của bộ đời chẳng may là quá nhiều nhà làm phim và dùng cái phim này để mà nói là ôi điện ảnh tại sao không có luật này, tại sao không có nói là như thế nào là bạo động, như thế nào là không bạo động, đánh như thế nào, chảy máu như thế nào, vân 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 vân. Đó là họ không ngừng đả kích cùng điện ảnh, cho nên cuối cùng điện ảnh phải buộc lòng phải không cho phim là tại vì một cái việc khác, cái chuyện khác nó dẫn đến cái chuyện to lớn hơn, chứ không phải là cái chuyện là cái phim nó bạo lực cho nên nó bị cấm. Khách ơi, giống con cho điện ảnh rồi, đúng không? Có một cái diễn viên khác
đóng lần đầu tiên một cái phim hay cơ, nhưng mà họ sẽ trao giải cho Leo, họ sẽ không trao giải cho cái bạn diễn viên kia. Tại sao? Tại vì Leo đã, anh đã cả đời anh cống hiến cho cái nghề diễn này, đúng không? Đó, cho nên là nó phải gọi là political correct, có nghĩa nó phải hợp lý hợp tình đó. Nhiều khi nó phải hợp lý hợp tình chứ không phải là cái giải mà nó dựa trên cái tác phẩm không nữa. Có nhiều lý do làm sao mà mình không thể biết được. Ở trong một cái hội đồng đông như vậy thì mình biết họ làm việc trong phòng chính thì sao mình biết được là như thế nào. Và thật sự là mình ngạc nhiên thật khi mà nói là phim mình cứ nghĩ trong đầu mình nghĩ là Song Lan sẽ thắng phim xuất sắc nhất. Mình không bao giờ nghĩ là Chàng Vợ thắng phim xuất sắc nhất. Cho nên là lúc đó thì mình nói là Chàng Vợ là cả đám là ngồi chiến lưỡng nhìn nhau và mình không dám bước lên sân khấu. Lúc đó là người lại nói cho đi lên đi, nó không lên. Đó là mình đẩy anh sản xuất lên và thật sự đến anh không có mặc đồ, cái chung là anh chỉ mặc thun thôi, rất là mở mở, không biết nói gì. Cũng lên nó cọc lóc cái ơi, cảm ơn mọi người cầm đi xuống. Cái hồi nữa cái có mấy người mà ban tổ chức tới nói với mình là tại cho tại sao anh không lên mà để cho anh mang anh lên, thì cũng không biết nói gì hết. Nên có những cái việc như là vui như vậy, những kỷ niệm rất là vui. Dạ, câu hỏi thứ ba nè. Câu hỏi thứ ba đó là anh cùng với thế hệ đạo diễn như là Victor Vũ và sau này thì có Hàng Trần và một số đạo diễn được kiếm khác, thì giống như là mình đã các anh là về tầm thập niên, tức là những năm trước sau 2000 một tí, đúng không ạ? Thì thổi một làn gió rất là mới mẻ cho cái nền điện ảnh của mình ấy. Thì bây giờ các anh đã đi được một chặng đường rất là dài rồi, thì không biết là người trong là một trong những đạo diễn được kiêu như thế, thì anh nhìn lại thế hệ mình thì anh có thể nói thì về dấu ấn mình đã để lại. Nói về mình thì ngại lắm. Mình có thể nói về Hà, mình có thể nói về Victor, và mình có thể nói về Leo Kiệt làm phim hai cuốn rồi, và mình có thể nói về Stefan đã mất năm ngoái. Thì tuổi này và như là Kathy Nguyên và Thiên Bùi, tức là tuổi này là một cái thế hệ mà rất là gần gũi, rất là thân với nhau bên Mỹ từ cái thời gian đó. Nhìn qua nhìn lại chả có ai học phim ấy. thì có mấy đứa thôi, nhìn qua cho nên là rất là dễ biết nhau, tại vì không có tức là cả triệu, tức là nhưng mà ở Cali thì có thể lên tới cả triệu người Việt, nhưng mà học điện ảnh thì chỉ có một nắm tay thôi, mọi người đều học bác sĩ, luật sư hay gì đó, là kỹ sư hay gì, không ai học phim ấy. thì khi mà ra thì rất là quấn quýt với nhau và chưa biết làm gì, thì mình được một cái cơ hội là mình quay về Việt Nam để mà làm Giọng Nói Anh Hùng. Và khi cái phim Giọng Nói Anh Hùng ra đó thì nó là một cái sự cảm hứng, nó tạo lên được cái sự cảm hứng cho tất cả những cái bạn kia. Và khi nói, ô, tự nhiên cho đi về làm phim được, thì nó tưởng mình về mình làm, và nó làm cái làn sóng. Nó mở cái làn sóng cho lớp Victor về từ đúng ra thì Hàm về sớm hơn á, nhưng mà Hàm vì không được về, Hàm làm cái phim mà làm cho là một cái phim mà giờ nó cũng không nằm trong cái danh sách mà phim Hàm làm, mà cái phim nó không được nhắc đến, phim Vì Vượt Biên á. Mãi sau này á Hàm mới được về cái phim ba là về sớm. Về trước của này thì có anh Lưu Bình, rồi mọi người biết Lưu Bình. Thì anh Lưu Bình là người là có thể nói là người đi trước mình, nhưng mà tại vì cái dòng phim của anh Lưu Bình nó không có được phổ biến lắm, cho nên là mọi người nên nói là ok, cái Giọng Nói Anh Hùng nó là kickstart một cái làn sóng Việt kiều về làm phim. Nên như là thật sự là anh Lưu Bình mới là người tiên phong trước đó nữa. Và cái người thứ nhì đó là Thiên Tony Bùi làm phim Ba Mùa. Thì cái phim đó nó thật sự là cái phim mà làm cho tụi này rất là cái như là quan hướng về Việt Nam, suy nghĩ về Việt Nam, nhìn về Việt Nam là một cái cơ hội để mà mình trở về mình làm phim. Thì ông có thể nói gì về mối quan hệ này và sắp tới thì các anh có quyết định đáng không?
nói đến hết đi. Mọi người chưa đó cũng hỏi hoài hết. Thái Hòa, ok, phim sắp tới của mình không có Thái Hòa. Không có Thái Hòa, bởi vì bộ phim sắp tới mình không phải là phim hài. Mà Thái Hòa thì thật sự chỉ có thể phù hợp với dòng phim hài mà thôi. Mình phải nói thật là như vậy. Thái Hòa đã diễn những bộ phim không phải hài thì khán giả chả quan tâm cả. Thậm chí họ vào và nói là cho đấy, lại cứ vào cái xem anh, sao anh không làm cho tôi cười. Thất vọng quá đúng không? Thật về lên phía thuốc nói này, nói là phim thì không có vui gì hết. Là mọi người đều trông đợi, thế mà phải làm cho mình cười. Tụi này nói là phải, giống như bồ câu nó có cái lỗ của nó đó. Nó chỉ, nó bay đâu nó bay, mà về nó phải chui vào cái lỗ nó thôi. Nó không thể qua một cái chuồng kế bên đúng không? Bồ câu như vậy thì là diễn viên cũng vậy. Diễn viên đặc biệt là diễn viên hài. Diễn viên hài mà để mà đã diễn viên giống như cái vai hài rồi thì không có bước qua những cái loại khác được. Như là khán giả đã làm cái lỗ đó cho Thái Hòa. Và khán giả chỉ muốn Thái Hòa ở trong cái lỗ đó mà thôi. Ok, thì vậy mình xin cái tiếng là không có Thái Hòa. Và Thái Hòa hiện bây giờ mình đang phát triển một cái dự án cho Thái Hòa làm đạo diễn. Dạ, mình nói là Thái Hòa phải làm đạo diễn. Tức là với cái tuổi này thì bạn đó phải làm đạo diễn chứ là thích làm diễn viên lại và bắt đầu làm đạo diễn. Để đã trải qua rất nhiều kinh nghiệm ở trên hiện trường cũng như là các làm việc với mọi người rồi. Thì Thái Hòa, nếu mà khi mà Thái Hòa làm phim á, làm đạo diễn á, thì chắc chắn cái phim nó sẽ được đón nhận. Nhưng mà là một cái phim như là một cái bạn mới ra nghề lần đầu tiên làm phim. Hiện giờ là mình đang khuyến khích Thái Hòa làm việc đó và anh đang phát triển cái dự án. Và hy vọng là năm sau Thái Hòa sẽ bắn mắt. Là một câu hỏi cuối cùng nha bạn, nãy giờ bạn giơ tay nhiều lắm rồi, cho nên là câu hỏi này là câu hỏi kết thúc luôn ha, tại vì mình cũng gần 2 tiếng nữa. Thì làm sao mình
kêu được, đúng không? Mình sợ luôn, mình ghét. Nhưng mà tại sao mình vẫn, tại sao thế giới, khi mà Shakespeare kể cái câu chuyện đó ra, cả thế giới ai cũng nghe. Ok. Thì nó có trong cái khoảnh khắc mà Macbeth đứng nhìn trong gương, nhìn mình trong gương á, đúng không? Và Macbeth nói là tại sao tôi có thể làm những việc tàn nhẫn như vậy? Macbeth nói với mình trong gương, tại sao tôi có thể làm những việc tàn nhẫn như vậy? Và ngay lúc đó, tất cả khán giả đều đồng cảm với Macbeth. Lý do? Tại sao? Chúng ta coi phim Macbeth và tại cái chồng tại vì cái khoảnh khắc này, cái khoảnh khắc ngắn ngủi này, tại sao mình đồng cảm với Macbeth? Tại vì làm người thì ai cũng có cảm giác tội lỗi. Tất cả chúng ta đều có cái cảm giác rằng mình đã làm cái việc gì đó mà bây giờ mình rất là cảm thấy có tội lỗi với ai đó, đúng không? Ai cũng có cái mang cái cảm giác đó hết trơn. Cho nên là lúc mà Macbeth nói như vậy, mình nói ồ, tôi hiểu ý bạn, tôi biết cái cảm giác này. Tôi rất hiểu cái cảm giác mà khi mà đã làm cái việc gì rồi, hay là đã lỡ nói và làm đau lòng bố mẹ gì rồi, đúng không? Và tôi ngủ không được, tôi hiểu cái cảm giác đó, đúng không? Và ngay lúc đó mình là Macbeth là mình. Thì cái đó là trong phim biên kịch ở Hollywood là họ cũng có một cái gọi là cái bí quyết đó, thì họ gọi là say the cat, là giải cứu con mèo. Thì nếu như mà các bạn mà quan tâm đến điện ảnh và quan tâm đến biên kịch thì các bạn có thể đọc thêm để tìm ra cái bí quyết đó cho mình, và phải thực tập rất là nhiều thì mình mới có thể tạo ra được cái kịch bản mà nó có sự đồng cảm của khán giả. Thì chắc là cũng xin phép là kết thúc cái chương trình giao lưu với đạo diễn Sát Lương Nguyễn sáng nay. Anh Nguyễn và cô Lina, buổi trò chuyện của chúng ta gần 2 tiếng đồng hồ, và thực sự thì đây là một trong những cái lần mà chúng tôi mạo hiểm đem điện ảnh vào học đường. Buổi trò chuyện này không phải chỉ dừng lại ở việc là chia sẻ những kinh nghiệm làm phim của đạo diễn Charlie hay là biên kịch Charlie, mà chúng ta còn học được những cái kiến thức về điện ảnh, ví dụ như là art house nè, chick flick nè, đúng không? Rồi remake nè, vân vân. Thì qua đó thì sinh viên trường Sâu Nhân Văn chúng ta cũng sẽ có cái cơ hội là chúng ta biết thêm được về một cái ngành nghệ thuật mà nó rất là phổ biến, và đồng thời những ai mà ham mê nghệ thuật chúng ta có thể tìm thấy những cái cơ hội trong các ngành như là biên kịch hay là phê bình. Thì rất là cảm ơn những cái chia sẻ của đạo diễn và của tiến sĩ Lê Nam hôm nay. Chúng ta thấy là rất là nhiều câu hỏi mà tôi đoán là các bạn vẫn còn muốn hỏi nữa, nhưng mà thời gian thì đã kết thúc rồi, và xin hẹn là sẽ có một cái buổi nào đó chẳng hạn chúng ta sẽ có những cái cơ hội khác để chúng ta gặp gỡ với anh Charlie Nguyễn hoặc là những cái nhà làm phim khác. Xin được cảm ơn hai diễn giả ngày hôm nay, và xin gửi tặng hai diễn giả phần quà của trung tâm, và xin mời các bạn lên trên này để chụp hình chung với lại là